Ông Địa Tạng Bồ Tát. Lòng từ bi vô lượng chứa chan hạnh lành. Lòng từ bi Bồ Tát cứu độ chúng sanh, đưa người qua bệnh an lành, với bao số kiếp đồ sanh khỏi nạn. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, tay cầm châu sáng, tay cầm gậy vàng, dòng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Địa Tạng Bồ Tát với cả tâm lòng yêu thương chúng sanh, Bồ Tát phát nguyện địa ngục chưa trong thề không thành. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Ngài chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Lòng đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát hào quang soi khắp ba ngàn đại thiên. Lòng từ bi vô lượng chứa chan hạnh lành. Lòng từ bi Bồ Tát cứu độ chúng sanh, đưa người qua bệnh an lành, với bao số kiếp đồ sanh khỏi nạn. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, tay cầm châu sáng, tay cầm gậy vàng, dòng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Địa Tạng Bồ Tát với cả tâm lòng yêu thương chúng sanh, Bồ Tát phát nguyện địa ngục chưa trong thề không thành. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Ngài chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Lòng đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát hào quang soi khắp ba ngàn đại thiên. Lòng đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát hào quang soi khắp ba ngàn đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử và không phải Phật tử đang vào cái livestream để mà nghe cái chương trình giảng dạy Phật pháp ở trường hạ của hệ thống trường Đồng Nguyên thuộc ở Youth Center tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Cái đề tài này là hành trình đi đến kiếp sau nha. Hành trình đi đến kiếp sau. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tôi thí dụ nha, bây giờ tôi nêu cái trường hợp, bây giờ quý vị đang di dự ở trường hạ, thì quý vị nó khỏe mạnh lắm, nhưng mà đùng một cái quý vị bị rắn cắn. Cái gì bị rắn cắn? Rắn cắn. Và thường thường ở xứ lạnh này là rắn nó hiền. Quý vị nhớ nguyên tắc, tôi ở đây mấy tháng tôi vẫn gặp rắn nhiều lắm, nhưng mà rắn ở xứ lạnh là rắn garden snake rồi thôi. Nhưng mà rắn ở tích xịt khác nha. Rắn ở những cái vùng Arizona là rắn độc. Thì bây giờ quý vị bị rắn cắn chết, rắn cắn bây giờ rắn hấp hối. Mà bây giờ tụi chúng tôi không có chuẩn bị, tại vùng này là cái vùng đất xứ lạnh, cho nên lúc đó là gọi Nai Quanh Quanh. Và Nai Quanh nó vô và nó nói rằng cái người này nó có tài, vì hỏi rồi rắn gì nó không biết, ở đây là con rắn đặc biệt, phải không? Như vậy lúc đó mà quý vị, tôi thí dụ quý vị, tất cả quý vị đều ở là trong trạng thái cái người bị rắn cắn, thì lúc đó quý vị làm gì? Và nó nói cho biết quý vị chỉ còn có 10 tiếng để chết thôi. Mà quý vị biết, nhưng mà lúc đó sùi bọt mép rồi, quý vị nói không được, nói không được, đọc nó ra rồi cứng tay cứng chân rồi biết, nhưng mà nói không được. Trong khi đó quý vị chưa có kịp di chúc gì ở nhà, đủ thứ chuyện hết. Bây giờ quý vị làm gì? Tôi thí dụ cô Liễu Như Hằng Quay, cô chưa nói với ông Âu Dương Phong gì hết. Rồi sao? Rồi cô là có mấy đứa cháu nội nữa, mấy dâu nữa, rồi tiền các cái đông chỗ này chỗ kia chưa có nói. Vậy lúc đó là cô làm sao? Cô nói đi, rồi tôi hỏi chị già ba người, rồi tôi lấy cái đó là tôi giải thích trong này, ý hiểu phải không? Tức là cái niệm mà ở cuối cùng á là cận tử niệm sẽ quyết định mình đi lên hay đi xuống. Bây giờ cô Âu này đó, cổ rõ ràng cổ đi theo thầy rất là lâu, cổ cũng có đi tu rồi, cổ pháp hội nào cũng có công đức, nhưng mà đụng cái là cái nghiệp đó là cái nghiệp tự nhiên bị rắn cắn. Tôi thí dụ, rồi cô chưa kịp từ giả về, gọi điện thoại cũng không được, mà nói cũng không được, mà giờ chỉ còn có 10 tiếng rồi chết à. Mà ba giờ Hà Quay cũng không kịp, giờ làm sao? Nói thì dễ lắm, nhưng mà lúc đó chưa kịp gì hết á. Rồi tôi hỏi cô á á trong miệng, cô đúng có nói được gì đâu, đúng không? Mà lúc đó mà có đem theo không? Không có đem theo là nghĩ không có. Cũng như mình lái xe mà bằng lái, bây giờ tôi có bằng lái, họ đưa lại cảnh sát, tôi có chuẩn bị rồi mà tôi bỏ nhà vẫn phạt như thường. Tức là không khe phải không? Rồi cho nó nói sự thật nha, để rồi mình quý vị phải nói sự thật nha, đừng có màu mè mình nói mình ngon lắm á, nghĩa là trực tâm là đạo tràng trong duy nhiên mà thật á, chứ đừng nói tại vì livestream á mình nổ cho dữ, đừng nói kiểu Dưỡng nha, nói kiểu Dưỡng á, ông Dưỡng là nói là vợ bắt này bà kia, nhưng mà nhiều khi ở nhà ông lại đang hành hạ vợ, đúng không? Có phải không quý vị? Thành ra mình nói đừng bắt chước là cộng sản, thấy không? Cộng sản nói bằng miệng thôi, nói đừng nghe cái gì cộng sản mà miệng. Cái này nói là tôi thấy quý vị là tôi sẽ nói cái hành trình đi về kiếp sau của quý vị như thế nào. Rồi tức là tôi đưa cái trường hợp rắn cắn, rồi cô Liễu Như Hằng Quay chỉ còn sống có 10 tiếng, cô không nói được, thì lúc đó cô giờ cô muốn gì đây? Lúc đó cô bây giờ cô nói cho tôi biết đi, để xảy ra trường hợp cô muốn làm sao? Hộ niệm hả? Ở đây hộ niệm không được, ở đây cái sinh tơ này nó không có giấy phép là chùa, nó sẽ chở đi. Đương nhiên cái luật của tụi Mỹ nó phải chở dù Nai Quanh Quanh đã, tại vì cô đâu có hồ sơ, cô có hồ sơ hết bệnh không? Cái hết bệnh rất là đơn giản,
hết rồi, tức là cô bệnh nặng là chết rồi đó, là cô có hồ sơ là cô muốn đi qua đây lần cuối, thì cô nghe pháp tức là có gì là cô có hồ sơ gọi bên kia, nhưng mà cô đang khỏe mạnh, cô không có gì trội đó, thành ra cô dự trù sống cả trăm năm rồi, nhưng mà tự động gì không có hồ sơ gì hết á, mà nó sẽ đưa cô đi điều tra, à, tại sao cô này rắn cắn, cô rắn được từ đâu ra, biết đâu là có người khác là lấy độc rắn cắn vô hay làm sao, nó đâu không có được yên đâu nha. Cô nói đâu phải tôi muốn dám hồi niệm được, không có chuyện đó, đúng không quý vị? Đã bắt ngay đó. Thì lúc đó chở cô đi ra trên xe, phải không? Trên xe cô muốn ai đi theo? Muốn sư phụ với nó ra rõ không? Giờ còn sống còn nói được nữa, mai mốt mình muốn từ sư phụ đi theo. Rồi tôi cũng ok, tôi sẽ đi theo. Tôi nói ai thân nhân, tôi nói là tôi thân nhân. Bây giờ cô muốn vậy, ok, rồi tôi đi ra quải. Nhưng mà ra quải rồi sao? Trong lúc mà vô phòng ở mấy anh si chưa có hội niệm, đúng không quý vị? Lúc đó bóng giấy tờ ra, cô hỏi gì? Hỏi Âu, cô Âu Dương Phong. Tôi Hậu Nguyễn Duy, mày bà con gì? Dạ, tôi với bà này bà con kêu ông trời bằng ông, mà kêu hồ tặc bằng bác. Phải không? Hậu, như vậy đó, tôi cũng không có cứu gì cô được hết. Phải không? Vô đó là nó làm, nó cứu, nó làm đủ thứ. Thì trong phù phòng là mấy gân si ấy, là nó phải làm đủ thứ, trường nước còn tác nha. Còn nước còn tác, còn nước còn tác. Và tôi đứng ở ngoài biết sao tôi đâu có phô qua được đâu. Dễ gì, ở mấy si không cho mình vô đâu nha. Đứng ở ngoài, đứng ở ngoài. Và lúc đó là coi như là tôi cũng biết chết sống sao. Thì trong thời gian đó tôi bảo đảm, lúc đó tâm cô có vui hay buồn, tâm cô nó thật đi. Nếu mà rơi cạnh đó không nói được, mà giờ nằm ở trong cái bệnh viện ở Washington này không có nói được, mà đùng đến lúc đó là tôi phải nói thiệt. Là lúc đó tôi gọi về hỏi mày tại sao mày láo mày đưa bà này vô đó, tại vì bà muốn hồi niệm. Hỏi giấy tờ đâu, mày có cái giấy gì? Dạ, nó ở Hawaii. Vậy là bà ở Hawaii phải không? Ok, rồi gọi qua ông Âu, gọi ông Âu, đúng không? Đương nhiên nó phải kiếm cái thân nhân chứ, mày không có quyền. Bây giờ nè, lái xuất bọn nè, à cái bà này bây giờ lái xuất bọn nè, bây giờ mày đâu có quyết định được. Bây giờ tao nói thiệt đó, tao nghĩ là tao không cứu bà được. Nhưng mà tao kêu ông chồng bà, mày có số phone không? Tôi lập là có số phone. Rồi tôi cho nó gọi cho ông Âu. Thì trạng thái của ông xã con mà nghe tin gì là ông sao? Tại Hawaii bao nhiêu đi, bao nhiêu tiếng? Tao có bay liền dễ gì lắm, thấy không? Không có đâu, dễ gì mà bay liền 6 tiếng đó. Hawaii qua đi 6 tiếng, Hawaii cách ở đây 3 tiếng đồng hồ, cách ở đây cái giờ cách nhau là 3 tiếng đó. À, Hawaii với bên New York cách nhau 6 giờ đồng hồ đó. Đó. Cho nên đối với ông Âu mà ông nghe được thì bảo đảm ông cũng sẽ bay qua. Chắc chắn là phải bay qua. Mà ông Âu bay qua rồi sao ai nữa quý vị? Ông có báo cho ông trai không? Báo ông trai, báo ông dâu. Nè, dâu đại Hàn. Rồi, dâu Mỹ. Rồi mấy cháu nội, cha, lúc đó nó là nó nói là bây giờ nó bả sẽ là người thực vật, nó nói tôi cứu không có chết tin mừng, nhưng mà bả sẽ người thực vật. Thì lúc đó ông Âu qua tới nơi, phải không? Ông Âu qua tới nơi thì ổng sẽ quyết định, ổng là cái người quyết định cuối cùng. Một là rút hết cái này, rút hết toàn bộ, rút nguồn oxy để cho bà chết. Hai là chở đi Hawaii, tại vì ông Âu bảo đảm ông có tiền chở Hawaii không được, nghe mà ông dám mở cái pháp hội lớn mà làm sao ông lại dỡ qua máy bay được. Ông lo máy bay đi Hawaii, đem về bên đó thì cứ hàng ngày là bơm đồ ăn vô nha. Rồi á, bây giờ rắn nó cắn nó làm chất độc nó vô cái bộ tiêu hóa hư vào mổ cái lỗ bên hông nè. Rồi tới ngày đó bà này rất có phước, thay vì phải thay tả, nhưng mà bây giờ nó cứ phân, tới giờ ông thay cái thuốc phân ha. Rồi tới bên đây có cái thuốc nước tiểu, phải không? Bây giờ ông chọn cái gì? Thì con nghĩ gọi ông xã bà muốn cái gì? Ông con xe con đón là ông xã con chọn cái đường lối nào? Tại lúc đó con không nói được, con người thực vật rồi, nhưng mà con biết hết. Cái đau khổ là con biết hết. Con có làm như chốt, con nói con thì có gì là con mổ, con làm sạch. Thì không có mổ, bây giờ không có mổ, chứ thuốc giải độc rồi, nhưng mà nó vô nó hư rồi. Nó hư cái bộ gan rồi, bộ thận rồi, bây giờ chỉ là vô uống vô là nằm thành người thực vật thôi, oxy thì để luôn mũi.
không có ăn nữa, thọt vô, thọt cái ống vô túi bao tử là bơm đồ ăn vô, mỗi ngày bơm hai tiếng hồ bơm ống sữa ăn xua, cứ hai tiếng bơm rồi hai tiếng hồ vô ăn xua ra đây, cái là nó lại tống ra đây. Cho chết luôn. Nhưng mà đâu phải dễ chết con. Cái trạng thái đó tôi nói thí dụ để quý vị đi về đâu. Mà con nó nghe vậy nó khóc không? Giận là giận. Chưa chắc. Có những người lơ là với mẹ, nhưng mà khi tài tử mẹ còn sống lâu lắm. Nhưng mà những phong này vẫn hối hận quá chừng luôn đó. Thấy không, có những người lúc đó mình nghĩ mẹ mình không sao đâu, đằng này cô đó quá khỏe rồi. Nhưng mà những người mà đột sức mà không để ý biết, họ lúc đó là họ ân hận hoài. Họ thành ra có những cái đó. Rồi tôi ngưng qua đó đi. Đương nhiên nói là dễ lắm. Tôi á đứng ở ngoài đó tôi hộ niệm được, tại tôi không có quyền. Tại vì trong này nó có vấn đề, tôi không thể nào tôi quyết định được cái giấy mà rút dây. Tại vì người chồng là quyết định, tôi không thể, mà sư phụ cũng không có. Cái điểm này rất quan trọng nè, mà tôi muốn nói trong mặt tâm nè. Để tên là để tên, cái điểm đó là theo hiển tông. Hiển tông mà tôi sẽ làm những bữa đêm mặt tâm muốn nghe nè. Nghe kỹ đây nè. Cái này trong về tạng, mật tạng không có truyền bá ra ngoài. Thì các vị mà Rinpoche, những người tái sanh đó, là những người tái sanh đời thứ 1, thứ 2, thứ 3, một vị cao tăng tính theo cái đời của Đức Phật Lai Lạt Ma cộng lên là 10 đời, tức là lớn lắm rồi. Người này một cái người Mông Cổ. Quý vị nhớ nha, Phật giáo Tây Tạng đó, họ có một vài vị họ đã tái sanh trước đó, họ đi qua Tây Tạng, cho nên Tây Tạng và Mông Cổ là giống nhau. Ông này ông mới viết một cái tài liệu mà Thượng Tướng Châu dịch ra từ ở trong đó, và ông viết bằng cái âm phạn và ông dịch ra Thượng Tướng Châu nói. Cái vấn đề mà tới xong đó, chúng ta phải để ý là khi cái trường hợp của cô này đó, là thứ nhất theo giải hoài đó thì rút dây. Vì thầy ông khuyên vị thầy không bao giờ, mình là một cái vị Rinpoche, một vị Lạt Ma, một người thành giả tu mật tông, không bao giờ ký giấy để mà approve cho người, cái người đó coi như là kết liễu mạng sống. Vì sao? Vì quả thật nếu mà cái nghiệp con mà đã hết thì ngay lúc con rắn nó cắn con đã chết rồi. Vì cái nghiệp của con á nó chưa hết thọ mạng, mà bây giờ vì thấy con đau khổ như vậy đó mà thầy ký giấy để cho rút dây con đi vào chết ngay, thì ở cõi người này cùng cái quả đó nó nhẹ hơn là ở xuống cái loài ngạ quỷ, mình sẽ nhận nặng hơn. Cho nên mình vui vẻ nhớ cái điểm này nha. Có nhiều người chẳng hạn như bây giờ cô Hồng Pháp, bữa đó sư phụ hỏi đây nghe con, sư phụ hỏi bây giờ con bệnh con quạng, cái chân con về muốn gì, con nói muốn chết cho rồi. Con nói nhỏ lắm, con muốn gì trời, là con nói bệnh vậy là muốn chết cho rồi. Nhưng mà thật sự đó, muốn chết cho rồi đó tức là sao? Mình không có quyền nợ được. Nhớ kỹ, ở loài người này một cái trận mưa xuống đây cùng bị một cái nghiệp, ví dụ tôi nói đi, bị một cái trận mưa xuống đây mà ở loài người đó thì loài người thiệt hại rất là nhẹ. Nhưng mà cũng trời nắng nhiều, một trận mưa xuống đây là mấy con kiến nó đang ở ngoài đó là nó trôi chỗ này, nó trôi chỗ kia, nó trên chỗ nọ, có không quý vị? Còn ở loài chư thiên cũng ở trên cái quả địa cầu này á, mà họ ở trên cái đỉnh núi Tu Di nè, một cái trận tornado nó thổi ra hoặc cuộc phong tsunami đó thì loài người mình nó té thôi, nhưng mà chư thiên không sao hết. Cho nên quý vị mà khi mà chán đời đó, khi mà cái nghiệp nó đến đó, mình rõ ràng nhờ cái phước loài người mình mới giải chân. Mà bây giờ mình muốn chết, tức là mình không chấp nhận cái quả ở loài người để mà nhờ cái quả loài người, cái phước báo loài người trả nhẹ hơn. Mà mình muốn chết, giả sử muốn chết đi, mình muốn tự tử, mình chết trước cho một thuốc, thì mình lại sẽ đi xuống một cái loài thấp hơn. Cái loài đó là mình tự nhiên mình tái sanh vào cái loài thấp hơn, là cái loài thấp hơn loài người mình, là cái loài thú vật. Thì mình vừa sanh vô cái loài đó mà cái nghiệp mình chưa trả xong mà mình muốn như vậy, là lúc đó mình muốn cắt cái nghiệp loài người, ok, chứ không ai bắt mình hết, mình chơi gì đi xuống tự tử. Ủa,
đưa cho cổ cái cuộc chơi của tự tử ở đây, sống quá tự nhiên kè đi cầu đi chứ tức quá tự tử cho nó giải hết cái nghiệp này, để rồi mình biết đâu mình lên cõi trời. Tại vì cổ nghĩ là cổ tụng địa tạng cũng có tu lần, nhưng mà cổ uống thuốc vô một cái thì cổ sẽ đi xuống cái loại súc sanh ngay. Mà khi cổ vừa sanh ra đó, cổ sanh vào thí dụ là con heo, thì cổ vừa mấy con kia bình thường xong cổ ra thì con heo mẹ nó lận lận nè, nó đè sao là gãy cái chân, cổ lại bị mang con heo quẹt. Tôi nói cho quý vị ở trong này nói rõ, tại vì mình quên nợ mới được. Tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị thiếu nợ phải không? Mình hết phước mình mới không có tiền, mình không có tiền mình mới đi mượn nợ nhà băng. Bây giờ mua nhà đúng không quý vị? Mua nhà đó, mua xe đó thì chúng ta đủ phước người ta cát. Mà người nào ít phước đó, thì đau phì mình đúng không quý vị? Mà bây giờ đó khi mà mình bị lay off mình không có tiền trả, mà mình băng rớt si đàng hoàng đó, mình ra tòa mình điêu với ông tòa thì cho chapter 7, chapter 11 là trả lại bao nhiêu, thiếu đồng trả lại 50 cent, điêu từ từ trả thì nó khác. Còn quý vị trốn nợ, coi lấy xanh nó bắt được bao nhiêu, mình trốn thử thôi, chắc nó có không. Cho nên ở trong cái con đường hành trình đi đến kiếp sau, chúng ta khi bị một cái cơn đau đẻ ở loài người vẫn tốt hơn. Cho nên cái điểm trong này bên Mật Tông dẫn rất rõ, một ngày bây giờ cổ chết đi một cái đó cổ không có giải nghiệp được, thì bây giờ nếu một trường hợp mà mình bị chết như vậy đó, trong một ngày một đêm ở cõi này vì thầy sử dụng technique bằng 100 năm tu lên cõi trình độ là, nhưng mà một ngày một đêm mà đọa vào cái loài thú vật đó, mình không có giải được. Mà mình đi xuống loài quỷ thần á, một ngày một đêm với mình cũng không có vô đây được nữa, mình không có vô đây được nữa. Cái đầu tiên mà mình ký giấy á để cho mình chết á, là mình phá cái giới đầu tiên của Phật, cái giới sát. Ha, cái giới đó là giới đầu tiên, cái giới sát đó cộng thêm cái tội bất hiếu nữa, tội bất hiếu nữa. Tại sao tôi nói bất hiếu? Những đứa con mà hở cái thích tình mà buồn về tình duyên mà đi tự tử đó, nó mang hai cái tội. Một cái tội đầu tiên á là cái tội nó tự giết, nó là cái trái giới sát. Và cái tội đầu tiên nó bất hiếu với cha mẹ, khi mà cha mẹ đẻ đứa con mới vô đại học 18 tuổi vì tình duyên gì đó, nó buồn nó đi tự tử, thì hai cái đứa đó là mất thân khỏi người và nó sẽ rớt xuống rất là thê thảm luôn. Cho nên bất hiếu với cha mẹ là đi vào vô gián địa ngục. Cho nên cái trong Bậc Tông họ nói rất là rõ nha. Cho nên có những người tự tử rồi lâu lắm mới được cái tái sinh lại làm người. Tự cái thân của mỗi người này nó quý lắm. Như vậy làm sao ở trong này nó chuyển, chú ý chuyển cái tâm ngay, chuyển cái tâm ngay. Chuyển cái tâm là sao? Mình lợi dụng cái bệnh này để mình chuyển quả thành phúc. Chuyển quả thành phúc là bây giờ thầy sẽ hỏi, thí dụ thầy hỏi của Hồng Pháp, thầy hỏi của Hồng Pháp, thầy nát cái này để cho con biết cái nghiệp con thôi. Cái nghiệp đời quá khứ thầy không biết, nhưng mà hiện tại từ khi mà con có mặt ở trên cõi thế gian này nè, con đã có từng làm gà làm vịt gì lúc chưa hiểu đạo không? Có chưa? Là bao nhiêu con? Đưa cái microphone, tôi hỏi để tôi giảng thêm một tâm, tôi mới nói chuyện nhân quả cho nghe. Từ khi đi tôi hỏi sư cô Hồng Pháp, sẽ đi cô Hồng Pháp, trước khi con hiểu đạo, một cái người con gái bình thường trong gia đình về làm dâu, là nhà chồng hay là làm mẹ, con đã từng giết con gà, con vịt hay con ếch hay con gì, có giết con nào nó còn sống không? Đưa máy đưa phun không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức cùng đại chúng. Trước khi mà con chưa hiểu đạo thì con sống trong một gia đình nền nếp gia trưởng, và gia đình con thì mẹ con cũng là một người phụ nữ đảm đang, anh đã có nuôi gà nuôi vịt. Yeah. Và phần nhiều là cuối tuần á thì làm cơm nước đặt gia đình ăn. Yeah. Trong gia đình ăn, con cái thì chủ yếu là mẹ con cắt cổ gà cổ vịt. Ví dụ như vậy thì sau là tại vì con là con gái trưởng dưới anh trai con thôi. Yeah. Con dưới là một đàn em trai. Yeah. Cho nên thành ra cái mọi chuyện trong bếp núc là con phải ôm. Yeah. Em út là con phải bồng bế con. Yeah. Rất là con khổ về những cái mặt khác, con được anh đi học đàng hoàng nhưng mà con phải làm rất là nhiều việc trong gia đình về cái phụ nữ. Yeah. Thì mẹ con truyền cho con cắt cổ gà cổ vịt. Yeah.
Rồi. Và đến khi đến lúc mà mẹ con đi chợ thì con ở nhà con phải làm cả việc như vậy. Ở trong lúc trong vòng 2 năm sau khi mà con được lên học trường Bùi Thị Xuân của Đà Lạt, yeah. Thì lúc bây giờ là con không nghĩ rằng là mẹ con lại quyết định cho con đi. Con yeah. tin một cái là mẹ cho con đi. Thì lúc bây giờ là con mới thoát khỏi cái chuyện mà con cắt cổ gà cổ vịt. Con thì con lúc bây giờ con thấy bình thường, tại vì con không nghĩ gì hết. Nhưng có một lần á, con cắt cổ con vịt theo cái mà rồi tại sao cái con thấy con cắt nó làm đứt cổ rồi ra máu nhiều lắm. Mà đến lúc con thả ra con định xôi đi xôi vô mà nó vẫn ngóc cổ lên nó chạy. Con sợ quá mà con thương, nhưng mà con lúc bây giờ con vô mình quá, con thể mà đúng là bây giờ cái nghiệp của mình đã chính vì chỗ đó. Bây giờ con nghĩ con biết quá khứ của con, nếu mà đời này con không tạo thì quá khứ con cũng tạo nhiều cái nghiệp ác nghiệp, cho nên thành ra bây giờ nhiều người không hiểu được con mà không biết như vậy. Nhưng mà trong tấm lòng của con không thấy thì con cũng tạo nhiều, rồi chính bản thân con cũng phá thai. Tại vì trong lúc đó là con sanh á, con lấy chồng năm trước năm sau con sanh đôi, rồi con sanh năm một ba năm bốn đứa con. Đó, con quá khổ rồi. Sau là năm 75 như vậy thì chồng đi cải tạo, bản thân con một mình nuôi những đứa con. Con vừa đi dạy học, vừa phải soạn giáo án, vừa phải làm, không có tiền nuôi con. Mà trong lúc con đã bị mất một đứa con 26 tháng, con đau đớn biết dường nào mà không có thể tả hết được. Bây giờ thoát thai được những cái cảnh đó và con đã phạm tội. Và sau đó thì con có thưa đi, nhưng mà mỗi một năm đến Tết á, thì con cũng cố gắng là con mua con gà về để cúng. Con cắt cổ gà. Còn con thì nó phải làm chuyện đó, nhưng mà con làm chuyện đó rồi con nấu nướng với con ăn. A Di Đà Phật, con phạm rất là nhiều tội. Nếu mà xét ra đến bây giờ thì sát đạo dâm vọng, ngay trong đời này thì con chưa biết đạo, con đã phạm. Thành ra con thành tâm hối lỗi trước mười phương chư Phật, trước sư phụ, tăng ni chư tôn đức. Con biết con có tội nhiều, nhưng mà trong tâm con không muốn. Cùng đại chúng, bây giờ trong hoàn cảnh như thế này, con thật ra con không muốn chết. Con biết rằng con trả nghiệp, thành ra con cũng nói rằng con vui vẻ lắm thì không đúng, nhưng mà con cũng không có cái gì là con ân hận mà Rồi, tôi chỉ muốn nói cho quý vị thấy, quý vị chỉ thấy được cái hiện tại thôi ha. Bây giờ tôi chỉ môi ra nhiêu đó thôi. Cổ nói là ma cổ là con gái lớn, má cổ trong gia đình là cứ làm gà làm dạ dịch. Và những lúc má cổ bắt đầu có truyền cái nghề đó lại cho cổ, khi quý vị bận rộn là cổ mới gánh cái nghiệp đó. Đó là cái tội giết, tôi cho cô giết ít nhất là không có dưới 10 con là chắc chắn hơn nữa. Mà mỗi lần làm gà làm vịt đó là phải sao? Phải bắt rồi phải đạp chân không? Hả? Đầu tiên là phải đạp hai cái chân nó chết. Rồi kế là phải nhổ cái lông ở chỗ này. Đó, rồi phải cắt dao là cổ đó có lần cổ làm cắt rồi bánh đứt, nhưng mà nó còn bỏ nó chạy, nó đau đớn cỡ nào quý vị nghĩ coi. Thành ra đó tôi nói cho biết, mặc dù đã làm một ni cô thọ sa di, hàng ngày tụng ở địa tạng rồi xin cái tội phá thai nữa. Quý vị coi cái phim phá thai coi, thấy không? Đứa nhỏ nó quán nó hận mình cỡ nào. Cho nên tại sao đi tu? Ủa, lâu nay ở qua bên làng tụng, tôi giao cổ nhiệm vụ là tụng kinh địa tạng, tụng cho trái người âm, mà tại sao bây giờ trước không té sao không té mà đi qua pháp hội này té? À, bây giờ đó nhờ có tu. À, hồi đó mình đạp hai cái chân con gà cắt cái cổ thì bây giờ bị què. Như vậy đổi lại đó là nhờ tu mà nặng hay nhẹ đây quý vị? Nhẹ quá rồi hả, có quan có cái gì đâu. Thành ra từ chỗ đó, nếu mình không có hiểu đạo đó, mình ngồi quán trời quán đất chỉ bị cho bây giờ mình cảm thấy thế này nè. Ủa, mình được làm loài người,
phải không? Và trong lòng cổ là cổ đã chết cho rồi, ý dụng tư tưởng tôi đọc được tư tưởng cổ chết cho sinh con tự nhiên mà bây giờ phải đi tiểu, mình phải nhờ người này nhờ người kia, rồi cái lòng con á, bữa thầy vụ hỏi con giờ muốn gì thì con nó muốn hết bệnh, mà trong lòng con nói không về chết sinh hơn. Thành ra cái tâm tư đó, đó là cho thấy rằng mình nếu mà con quỵt nợ rồi đó thì chết không có sướng hơn đâu. À, những con gà, những con vịt đó nó đang ở dưới đó, tại vì mày có phước mày làm người trong kiếp này, hết ta mày có hơn tao, tao đang chờ mày ở dưới đó, đến hẹn lại lên, thấy không? Xuống dưới rồi biết, thấy không? Nếu mà tin lời Phật nói đi, nghe cô ba cháu gà đó, cái chuyện đó đó ha. Do đó khi mà mình biết được rồi đó thì ngay cái lúc này vị thầy không bao giờ, mình đã hết phước rồi nhưng mà mình có lúa thì bắt đầu nó mới đòi nợ. Còn lâu nay là tại sao nó không đòi? Tại vì nó không có đòi, là cái đó dưới đó theo luật nhân quả đó, là bây giờ cho mày đi, mà con bây giờ con đã hàng sáu mấy rồi thì cho mày sống 10 năm nữa 70, mày không có què. Nhưng mà cái lúc đó là mày tai biến rồi, nào mày đọc cái bịch á, là mày đi rồi mình nằm ở đó, lúc đó nói ra không được. Đằng này là cho bù lại một cái đó là bị bây giờ, nhưng mà rồi đó để cho con hối hận thầy nói ra, rồi bây giờ về cái thời gian đó con mới ráng con tu. Tu không có nghĩa là con quỵt nợ được nhân quả, không có lịch được, nhưng mà từ những con gà đó mà nó tiến sanh lên loài người đó thì nó có cái giai đoạn rất là lâu không nghe kinh, không nghe pháp. Loài người có trí huệ đây nè mà còn là biết này biết kia vậy đó, vậy mà còn tu còn sụt lên sụt xuống thì con gà chừng nào nó mới lên được. Cho nên cái thời gian nó chưa đủ phước để mà nó chuyển hóa lên á, thì con ráng mà con tu. Con tu để chi? Để mà con trở lên đó rồi con xuống con trả, mà trả bằng cái nguyện Đức Phật. Khi thành Phật rồi ngài thi phi nhau, ngài trả nghiệp đủ thứ nè, có không? Nghiệp dù không, trả dù không. Hồi đó dù không, cái ông thầy kia, một ông Bà La Môn đã đi ngoài đường nhà Đức Phật, lúc đó là một ông vua. Thì ông thầy đó đã đi trước cửa hoàng cung, thì lúc đó quần thần đang nghe ông vua nói chuyện trong đó họp triều đình, cái người ta nói ê có một sư phụ đang đi ngang ra ngoài đảnh lễ. Rồi mấy cái ông quan này quay mặt ra và đảnh lễ ông sư phụ, thì quay cái đít chổng về cái mặt của ông vua. Bọn vua lúc đó là tiền thân Đức Phật, tâm ganh tị tật đố, nói mấy ông làm gì mà lễ ông vậy? Nói dạ thì con sư phụ con ông bác đi thích thực, ông phụ tu đàng hoàng ở trên núi, lâu lâu mới xuống lần, nhưng mà nó thấy ban ngày ấy, nó đi ông bác nghiệp bên đêm tối đâu biết đâu, rồi nó đi ngủ với gái sao à, nói một câu để cho thỏa mãn ganh tị. Nhưng mà từ đó nó vô lượng kiếp, sau này Đức Phật bị Tôn Đà Lị đụng bụng, cho nên Phật chưa dễ trả nợ. Lúc mà Phật bị nói là ai cũng tức hết, nhưng mà Phật tại sao tức? Phật nó ta trả một cái nghiệp trong người truyền kiếp ha. Cho nên đối với sư phụ đó, tôi hỏi quý vị nè, cái phút qua lâm đông chung rất là quan trọng, mình phải coi cái nghiệp của người đệ tử mình như thế nào. Bằng chứng là con thấy rõ ràng, nếu con không đi tu, ngày giờ đó con cũng sẽ bị té. Con không té đây, con sẽ té lên tháp Địa Tạng nha. Cô Nguyên Thiện thì ở đây rồi, đúng không? Rồi bên làng còn ai? Thầy Tể Không, đúng không? Cái vậy là còn ai bên nữa? Cô Hồng Ngọc, thầy Tể Niệm, cô Hồng Xuân. Và như vậy đó, sư phụ sẽ giao cho thầy Tể Niệm lo con không được, không được tăng. Làm sao mà ổng kè con để mày đi tiểu đi tiêu được? Cho thầy Tể Không thì không được, Tể Không cũng là tăng. Rồi lội ra còn lại cô Hồng Xuân và cô Hồng Ngọc, thấy không? Con sống như cô Hồng Xuân có lục quả không? Chắc chắn là không lục quả. Nói gì giống sư phụ cũng có được đâu, thấy không? Thành ra đây là cái dịp cho mày chết. Tánh tao giống sư phụ lúc thù dai lắm. Lúc đó là cô Hồng Ngọc à, với cô Hồng Xuân thật khen con, thấy không? Thành ra đó, rồi đó, chờ cho Phạm Mãn phá bên đây rồi đó, thành ra cô Diệu Thiện mà lo cho con á. Tôi thấy không, con vừa té xong á là liên lạc bác sĩ chở chỗ này chỗ kia, phải không? Mà cô Hồng Xuân cổ cũng chậm lắm, phải không? Chờ mà nói bác cô Diệu Thiện là cổ lanh lợi, cổ đã điêu với bác sĩ, cổ là dược sĩ, cổ đã có trình độ mà cổ điêu còn nhức đầu. Cô Hồng Xuân á, cổ điêu rồi cái gì với cô Hồng Ngọc, hai người đó là con thấy là khổ rồi. Ở trong làng không có ai, phải không? Ở đây là hở có người đưa người đó, mà sát bên cái sư phụ cũng chạy lui tới, vừa bị xong rồi sư phụ gọi tiên ở dưới đá đem lên cái xe lăn, rồi đám đem đủ thứ chuyện như vậy đó.
mà chết đó, mình bị bệnh ở đây đó, vẫn nằm ở trong cái vòng tay của đại chúng, vẫn là tham dự trường hạ, vẫn có cái phước. Cho nên nên như vậy, khi mà cái nghiệp tới ngày tới giờ, kể cả vô thiện sanh là cha vợ của Phật mà cũng không chạy khỏi đâu, nghe cha. Thành ra nhờ cái phước đó, bây giờ đổi lấy giết mấy con gà, mấy con vịt, phá thai mà té cái chân như vậy đó, là coi như đổi một cái trọng báo thành kinh báo. Khi mà hiểu rõ như vậy đó, là mình hiểu rồi, thì mình chuẩn bị. Cho nên với cái chuyện nhỏ của con thôi, thầy chỉ nói, nhưng mà con sẽ hết cái chuyện này, bữa nay chứ con bớt đau rồi đó. Cho nên cái vấn đề khi mà lâm chung á, căn bản nhất mà đi lên là gì? Lúc chết tâm thần không điên đạo, muốn về cõi trời, muốn về cõi người, hay là muốn về các cõi mà cao hơn, là phải tâm thần không điên đạo. Chúng ta phải ngồi tính sổ. Khi chúng ta lâm trường hợp nào chúng ta không được, coi như là khủng hoảng tinh thần, bình tĩnh, nhớ kỹ cái chìa khóa trong này. Bất cứ chuyện gì, cái thứ hai là chúng ta đối diện với cái chết rồi, dứt khoát. Giống như ở trong hình gỗ trên đó, dây này, tài, sắc, danh, thực, thì. Người nào mà còn nghĩ tới tiền, còn nghĩ tới những cái chuyện mà thương con thương cháu, tụi con sẽ đi vào đường ác ngay, dứt khoát. Tôi nói cái này để cho tụi con chuẩn bị khi mà sư phụ đến sư cứu tụi con. Và cái nữa đó là có đau thì chỉ đau thân chứ không có đau tâm. Tôi nói sử dụng, do đâu mà mình cùng một cái cơn đau đó mà người con đứt thì đau nhiều, cùng đi nhổ răng mà cũng cái y chang như vậy, mà người lớn thì đau ít mà con đứt đau nhiều. Tại vì con đứt nó chấp cái đó là cái thân của nó, còn người lớn mình á thì biết cái thân này giả tạo. Người càng chấp ngã bao nhiêu thì cái đau càng nhiều bấy nhiêu, người càng buông bỏ cái ngã bao nhiêu thì cái đau ít bấy nhiêu. Tôi nói thí dụ, ở trong này nó nói rõ lắm, tôi nói rõ lắm, tôi thí dụ nha. Hai người tạo nghiệp giống nhau, ở trong cái hành trình đến kiếp sau, hai người tạo nghiệp giống nhau, công đức bằng nhau. Tôi nói thí dụ đi, tôi đem sư cụ Hồng Đạt và sư cụ Hồng Thủy, hai người cùng thọ giới đại giới giống nhau, đúng không con? Cùng đệ tử sư phụ, hai người đều rất là tuổi cũng ngang ngang rồi, cũng có không có phạm giới gì hết. À, nhưng mà trong này bắt đầu hai người này cũng đụng một cái thôi, ngủ ở ngoài cái giường, ngủ ở ngoài cái liều. Trên này nó có cái cây khô, rớt một cái bụp trúng hai người, nhưng mà không chết hết, vì hai người hồi đó có cộng nghiệp. Từ nằm ngoài cái liều nó đập xuống cái bụp trúng hai người xuống nằm đây, vết thương giống nhau 100%. Thầy mới chọn một cái chỗ, kiếm cái chỗ nào mà để nằm. Bây giờ nằm ở trong đó thì không được, còn đặt ở trong đó không được. Thì bây giờ không được, sao bây giờ tôi nói là sao? Làm một cái liều nữa, kiếm cái liều nào ở giữa này nè, nằm cho nó lo cho nó dễ. Nằm ở sau này thì thái dưỡng làm băng, mà nằm trong xe thì nóng đực. Bây giờ dựng cái liều. Thì bây giờ một người sẽ đi lên trời, và một người sau khi chết, một người sẽ đi xuống dưới địa ngục. Đố quý vị trả lời mà. Do cái gì? Phước báo y chang. Phước báo là hai người này sẽ đi lên chỗ trời gì? Hai người đang là thu, nhưng mà chưa chứng quả. Theo cái kinh Đức Phật công đức xuất gia bảo đảm hai người này sẽ lên cõi trời, nhưng mà cùng bị một cái cây đập, cùng đau như nhau, nhưng mà một người sẽ lên cõi trời, cũng nằm trong một cái liều, mà một người đi xuống địa ngục. Đố quý vị là cái gì? Nói đi. Cùng là sư phụ hết, sư phụ sẽ đứng đó làm pho qua hết, sư phụ cũng hộ niệm hết nha. Bắt đầu thấy như vậy là theo cái nghi thức thần vậy nha. Rồi đại chúng, đầu tiên như vậy á là kêu nam quanh nó không được. Hai người này là xong rồi, trúng cái gan, cùng cái cây đập xuống, người nào cũng hư gan hết rồi. Thôi giờ đập tại đây đi. Rồi năn nỉ thôi, bây giờ hai người này đều có giấy, có tụi con có gì chút hết không? Ok, sao bây giờ chỗ nào trước tiên thì đem vô đây, khiêng vô đây. Thì đầu tiên là cái nghi thức của thầy là tụng lăng nghiêm. Hai đứa tụi con đều tụng lăng nghiêm hết, tụi con cũng thích lăng nghiêm giống nhau, thì tụng lăng nghiêm. Và vô đây thì Đức Hơi tụng lăng nghiêm, mới đệ thứ nhất thứ nhì thì Đức Hơi, cùng Đức Hơi lượt luôn.
nha. Thì bắt đầu tụng xong Lăng Nghiêm, thí dụ tức hơi bây giờ là 5 giờ kém 15, tôi biểu ghi giờ để coi chết tốt sẽ 6 giờ để đó. Rồi bắt đầu tụng Lăng Nghiêm hơn tiếng là 6 giờ kém 15, bắt đầu sư phụ khai thị 15 phút, tụi con theo sư phụ. Chết là cái tiến trình bình thường của một con người, giảng đi nhau cũng giảng một lời hết. Giảng 15 phút tụi con bây giờ nhìn thấu buông xuống, tụi con phải nhớ những cái lời sư phụ dạy, khai thị 15 phút rồi bắt đầu tụng kinh A Di Đà, tức là đúng là 6 giờ. Tụng kinh A Di Đà một tiếng là 7 giờ, khai thị 15 phút là 7 giờ 15. Cái 15 xong rồi bắt đầu thôi coi nó có sám hối gì thôi, bây giờ chúng ta sư phụ nó lấy kinh sám hối hồng danh ra, hôm nay con được tỳ kheo Thích Thông Lai, xin vì hai đệ tử của con là cố Hồng Đạt, Gia Hồng, Hồng Thủy đầu thành đảnh lễ sám hối. Nam mô Phổ Quang Phật Thích Ca Mâu Ni, để chúng lại cái gì hương linh sám hối, làm đúng 108 lại là thêm tiếng nữa, một tiếng Lăng Nghiêm, một tiếng Di Đà, một tiếng sám hối là 3 tiếng. Xong xuôi rồi tiếng Địa Tạng sẵn lấy ra, tụng Nguyễn Thượng một tiếng nữa là 4 tiếng, khai thị 15 phút. Tụng Nguyễn Trung một tiếng là 5 tiếng, khai thị 15 phút. Tụng Nguyễn Hạ là 6 tiếng, khai thị 15 phút. À, rồi bây giờ bắt đầu, nhớ kỹ nha. Bây giờ cùng nhau ngồi niệm Phật, tôi mở cái máy niệm Phật, à là cái A Di Đà Phật 4 lần cái tôi khai thị, tôi vừa khai thị cái mà khai thị đúng 4 tiếng, à, đúng 4 câu, một cái là nó rụ ra cái là ông niệm, vừa niệm Phật khai thị là 7 tiếng. Cuối cùng rồi là bắt đầu chúng ta tụng chú giảng sanh, ha, hay là chúng ta làm cái gì đó rồi bắt đầu thử như vậy. Nhưng mà một cô, hai cô này lại cũng nóng ngực, à mới nóng ngực thôi, chuyện bình thường. Thì lúc đó không thể để nằm trước Phật vậy được, không thể để nằm trước Phật vậy được, thì bắt đầu thôi không có được rồi, bây giờ để vậy không có tốt, và coi như đưa ra, tôi sẽ đưa về một cái phòng ở ngoài sau đó, cái phòng chỗ lượt dọn ra, lấy cái một cái căn nhà đó dọn cho đưa vô đó, rồi tôi làm phu hoa. Tại đây á, làm phu hoa đó rủi mà lúc đó mà xong rồi tắm rửa không được, đúng không quý vị? À, không được mà quăng ở đó không có nước, thôi thôi bây giờ thôi xin nhà bếp á, nó có cái nhà đó, được không? Cái nhà nhà bếp ở đó, nó có nhà cầu đó, tôi nói cho quý vị biết, chứ đây là bây giờ là phải làm phu hoa ngay. Bắt đầu di chuyển thiệt lệ đưa vô đó, phải không? Di chuyển dịch lại vô đó, nhưng mà trong đó quần áo đồ đạc của cô Từ Hương, của mấy cái người nhà bếp, của cô Mai, của mấy người nấu là để lung tung, nhưng mà lẽ lắm để cho hai người nằm song song trong đó. Rồi bắt đầu tôi sẽ làm phô qua, nhưng mà một người tôi kéo lên được, nhưng mà một người từ nóng ở đây là trụng sống đây trước Đức Phật là nóng ở ngực rồi, vô đó tôi làm hơi đó thì bắt đầu máy nó hụ đúng. Phụ qua nửa tiếng sau tụng Úng Minh Đi Bác Quy Hồng, tụng chú Dân Sanh với lực có đại chúng đứng xung quanh, thì máy nó hụ luôn là bắt đầu công thành công vỗ tay. Là mà nay đi hai người mới khó nha, không biết ai vậy. Thì rờ là một người nóng ở tráp, nhà một người lại nóng ở bụng. Tôi kéo sao một người lên và người xuống. Đố quý vị trả lời đi, trong này nó hỏi nè, hành trình đi kiếm sao bữa nay mật tâm nè, nói người thì dễ giải quyết lắm. Đằng này một người lên và một người xuống, tôi tụng kinh y chang, hai đệ tử tôi cũng giống nhau, không có gì khác hết. Trả lời đi, đố quý vị tại sao rồi tôi xin. Người đi lên, người đi xuống, rồi là đưa máy. Cái này là tôi test quý vị, cái này giả theo mật tâm nha, cô của Hồng Thủy. Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa chư tôn đức tăng ni và đại chúng, à, con bây giờ con đem ngay cái hoàn cảnh tâm trạng của con, à, tại vì sư phụ thí dụ ngay con đem cái tâm trạng của con ra con nói sư phụ, tại vì cái ước nguyện của con nó cũng gần giống như cái hoàn cảnh như sư phụ nói đó, tại vì đã có sư phụ kế bên rồi và cái tâm của con muốn chuẩn bị cái tinh thần đột tử, cho nên nếu mà có trường hợp đó nếu nó có đau quá, bây giờ đó khi con tỉnh thì con nghĩ con sẽ làm như vậy, nhưng mà không biết lúc đó đau quá thì nó như thế nào, nhưng con nghĩ rằng con sẽ ráng không nghĩ tới chiến đau, mà nghĩ để đem cái tâm của con, nếu con còn giữ được cái tâm, đem cái tâm của con dìu theo cái hậu niệm của sư phụ, có nghĩa là trong cái quá trình hiện bây giờ
bản thân con cũng ráng quân tập rằng hãy con nghe tiếng tụng kinh, con nghe tiếng chuông, tiếng mõ ở đâu là tâm con nó phải hướng theo đó. Cho nên con ráng quân tập cái gì khi đó, cái đó khi con còn sống. Cho nên con hy vọng là lúc đó khi mà có những cái tiếng niệm Phật của sư phụ, của đại chúng nhiều, con sẽ ráng đưa cái tâm con vô cái dòng tư tưởng đó, không nghĩ tới cái thân của mình nữa. Ráng như vậy, không biết tới lúc đó thì có được hay không, nhưng bây giờ thì con đang quân tập như vậy. Và con, tại vì con vì quân tập như vậy cho nên con cũng ra chuẩn bị một số cái không còn vướng víu nữa rồi. Cho nên có thể rằng cái hoàn cảnh cá nhân của con nó ngắn gọn lắm, có con thôi. Và con cũng dặn nó rồi á, khi lúc mà con có bị bất cứ chuyện gì thì con đến thì tốt. Cảm ơn. Khóc thì con cũng không yêu cầu, nhưng mà nghe lời sư phụ biểu sao nghe vậy là được rồi. Con cảm ơn rồi, chứ đừng có quan tâm cái chuyện gì nữa hết. Còn sư phụ tổ chức như thế nào, con chỉ yêu cầu nó đồng ý như thế đó. Vậy thôi, cho nên con cũng dặn con như vậy. Cho nên nếu mà sư phụ để con đây, sư phụ tụng kinh cho con sẽ ráng đưa cái tâm con vô vào cái tiếng kinh của đại chúng. Đặng rồi đó, tiếp theo như vậy thì con nghĩ như vậy thì nó nhẹ nhàng rồi. Rồi đi lên hay đi xuống thì chắc lúc đó con làm được tới đâu thì nó đi lên tới đó. Tại vì con chuẩn bị như vậy, còn không biết tới lúc đó thì có chịu ráng được như vậy hay không. Dĩ nhiên con cũng không ngoại trừ cái trường hợp là cái nghiệp quá khứ của con nó quá nặng, thì cái đó con không biết được. Còn hiện tại thì con cũng thấy tương đối, nghiệp hiện tại của con tương đối nhẹ. Tại vì con cũng quán thấy thì chắc cũng không đến nỗi nào. Tại vì bên ngay bây giờ thì cũng bỏ được nhiều rồi đó. Thì con đoán vậy thôi dạ. Chứ còn ngay cái cận tử nghiệp nó còn nhiều. Cái hành trình, hành trình để mà đi đến kiếp sau trong bậc tâm hoàn toàn họ giảng khác hết. Đưa lên câu hỏi rồi sau đó mình sẽ cho thấy. Bây giờ tôi chưa nói người nào sẽ lên, người nào xuống. Cái đó ăn tiền với một người dễ lắm. Còn hai người mà tôi chưa nói là cô nào sẽ đỏ mà cô nào sẽ đi lên trời, hiểu chưa? Dạ. Thì con ráng tập vậy thôi. Thì khi sống á, thì khi mà mình còn cái ý chí á, còn cái thì mình có thể ráng tập. Chứ tới cái lúc đó thì thiệt tình là con cũng không biết sao. Rồi, đó là cô Hồng Thủy. Rồi, cô Hồng Đạt. Lúc cô chết y chang như vậy đó. À, cô sẽ cứu nó, cô chuẩn bị ra đi như thế nào? Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni cùng đại chúng. Bản thân con thì con không biết sao, thì tới lúc đó thì con có tỉnh táo hay không con chưa biết, nhưng mà từ ngày con biết sư phụ mà con qua đi con tu á, thì con luôn luôn nhớ rằng mà những thời gian gần đây đó là con thấy những lúc mà con bị đau cái gì, bị bệnh cái gì thì con đều niệm Phật, niệm Quán Thế Âm. Mà lúc mà con niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, con biết lỗi của con xin sám hối. Thì thật sự con nói là rất là nhiều lần đối với con là bệnh con nó tiêu tan, dù là ban đêm hoặc là ban ngày. Mà có những hiện tượng con thấy là con trả nghiệp, bởi vì con cũng không giấu là con sát sanh rất là nhiều, cô Hồng Pháp không có bằng con đâu. Nhưng mà con thấy là những cái bệnh con có, nó thường xảy ra gần đây, thì con đó là con thấy nghiệp hết. Cho nên luôn luôn là con sám hối. Và đồng thời đó, con cũng ráng cố gắng. Khi con nghe niệm Phật, con bắt đầu con nghe chữ Nam là con phải biết chắp tay lại. Thành ra ở đây thì mỗi lúc con thấy con cũng có những hành động khác người, làm người ta tụng kinh và không chắp tay. Ví dụ Nam Mô tới những khoảng mà những cái chỗ mà Nam Mô niệm Phật gì đó, người ta cũng không chắp tay. Mà con ráng quân tập cho con là khi con nghe được, con nhớ cái đó là con phải chắp tay lại, con phải kính lễ ngài Đức Phật. Đó là những cái quân tập của con. Còn do nếu mà cái nghiệp của con ngày đời trước con gây ra, hay đời này con gây ra, nếu mà tới cái lúc đó mà con niệm Phật mà con vẫn không được đi lên, con đi xuống, thì con cũng phải chịu thôi. Thử đó là cái nghiệp của con. Con xin. Rồi, hai người này đó, cái gì lắm nghe cho kỹ. Cô Hồng Thủy thì cô nói rằng cô đã chuẩn bị hết rồi, chuyện gia đình cô đã xong xuôi, vấn đề tài sản cô cũng xong xuôi. Cô vô đây đang quân tập, cô nói mỗi lần nghe tiếng tụng kinh niệm Phật là cô hướng cái tâm cô theo đó, nghe tiếng chuông, tiếng mõ, bất cứ cái gì là cô quân tập, làm sao để mà cô tập trung vào đó. Để chi? Để khi phút lâm chung đó, mình sẽ hướng theo cái lời khai thị là niệm Phật, tức là cô chuẩn bị, phải không?
Rồi bây giờ á, hoàn toàn là có chuẩn bị ra đi, phải không? Chuẩn bị rồi. Và cô Hồng Đạt á, thì gần đây cổ cứ tu cái hạnh này, cổ nói á, cổ mà là cổ bệnh hoạn, mà mỗi lần nó bệnh hoạn nặng thì cổ cứ niệm Đức Quan Thế Bồ Tát, cổ nói con xin sám hối, đây là nghiệp của con. Và cổ nói là cái giết gà, giết vịt, giết con kiến vậy đó, là cô Hồng Đạt giết nhiều hơn cả cô Hồng Pháp nữa. Thành ra cổ nói là bảo là bệnh về cổ niệm Văn Âm, cổ sám hối thì cổ lại thấy bớt bệnh. Và cổ cũng nói rõ ràng là coi như mỗi một lần tụng kinh mà đang tụng bình thường vậy đó, thí dụ như mình đang tụng tới cái cúng dông lồng vòng vậy, thì mình có nhiều người họ đang để tay trên này, mà chẳng hạn như thượng phương thế giới có Đức Phật nào, ví dụ như hay là Nhật Quyền Quang Phật, là cũng nghe cái chữ Nam Mô là khá, mà có gì là cũng chắp tay cũng tập cả, mà nghe chữ Nam Mô đó thì Nam Mô có nghĩa là quy mạng, thì cũng tập khá, có cái gì mà có chữ Nam Mô thì cũng chắp tay. Mà ở tụng bình thường thì mỗi tay cô để xuống ha, mà có cái chữ Nam Mô thôi là cô chắp tay, ý cô nói vậy phải không? Thì hai cô tôi hỏi tôi tách á, thì tôi cảm thấy là đứa con hai cô này chuẩn bị chưa. À, tôi cần một người nữa, tôi thí được hộp hai khe này, mỗi bên 8 lạng người nửa cân, tôi chưa có thể đem áp dụng được, tôi cần thêm một người. Bữa đó tôi nói là từ đầu nó rớt cái cây trúng mà cái liều đó 3 người, cái liều đó 3 người không trụ, trong đó có con nữa, không con cũng chết y chang. Rồi đưa vô cái phòng kia hộ niệm, rồi con lúc đó con chuẩn bị sao? Đừng nói là cũng con gái con giờ nó ở trên vùng miền Đông hết trọi rồi, đi xuống đây đi tu phải không? Rồi đồng đồng cũng lại y chang quá, chết bất ngờ. Là 3 người cũng là y chang, cũng qua là tụng Di Lăng Nghiêm tiếng phải không? À, tụng Di Đà tiếng, rồi 3 quyển Địa Tạng phải không? Rồi sám hối, rồi bắt đầu thử thổi tướng, rồi sau đó là đưa 3 người vô cùng làm phô qua một lượt hết. Rồi con chuẩn bị ra đi như thế nào? Lúc đó con trong trạng thái là đã chết rồi đó, mà thần thức chưa xuất ra, thì lúc đó con trạng thái nào? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng trạng thái của con á, lúc đó con không suy nghĩ gì hết, tại vì con ước nguyện của con muốn như vậy, con là coi như con đầu óc con lúc nào cũng nghĩ về Phật, coi như con nghĩ là buông hết rồi, con chỉ nghe tiếng niệm Phật hoặc là nghe những lời, con thì mới tu thôi, con cũng hiểu được nhiều Phật pháp, con thì coi như nghe lời những tờ kinh của sư phụ giảng dạy đó, rồi thì con đầu óc con lúc nào nghĩ về Phật hết, thì con nghĩ nếu cái số phận của con mà đã bị như vậy thì con chỉ xin là nếu số mạng con còn sống thì tốt, mà còn không con xin nương về nơi cửa Phật, là cho con ra đi một cách thảnh thơi và theo Phật để về với Phật. Còn cái nghiệp đời trước của con nặng hay nhẹ, nếu mà đi lên được thì tốt, mà con không đi xuống được thì con phải đọa, thì con phải chịu thôi, tại cái nghiệp con chắc kiếp trước đã làm việc ác. Cho nên con không nghĩ về gì hết, con cứ nghĩ nếu mà Phật cho con ra đi một cách nhẹ nhàng thì con sẽ là niệm Phật theo Phật để ra đi thôi. Như vậy thôi, con không có nghĩ gì hết. Mà con cũng vậy, con trước khi con đi tu con đã nói trước rồi, là nếu một ngày mà mẹ mất, con một đứa nào khác mà coi như là mọi sự để giao cho sư phụ tùy quyết định, chứ còn không nên, tại vì con cũng không biết Phật pháp, mọi sự đều do quý thầy quý cô sư phụ đều lo hết. Còn khi nếu mà biết, con cũng có nói trước là sẽ cho con một đứa con, hai đứa con ngoại về nó lên thì tốt, không lên thì thôi đó. Chứ con không nghĩ gì, nếu lên được thì Phật pháp đưa con về được với Phật, thì con đã nguyện với chư Phật mười phương chư Phật rồi, đời này kiếp này con nguyện nương về nơi cửa Phật, chứ con không nghĩ gì ngoài ra là những cái việc gì nữa hết. Ai giờ Phật rồi tôi phân tích cho quý vị nghe. Ở trong này ấy, là cô Hồng Thủy thì đã nói chuẩn bị hết rồi, lúc đó hoàn toàn hả, mà tôi niệm Phật cổ nương theo giống như luyện, tức là cổ cũng không nghe nhắc tới cái chuyện là gọi con gọi cái gì hết. Và cô Hồng Đạt thì cũng không nghe nói là báo tin cho ông xã gì hết, và cũng không nghe báo tin cho con gì hết, mặc dù mấy người này đều có bán thế xuất gia. Tức là hai đứa tụi con đã lia về vấn đề cái gì chuẩn bị ra đi rõ ràng.
Rồi tôi nói thêm cái khê nữa của Hồng Trụ. Cổ có nói cái đời này, cái này cũng giao cho Phật, Phật cho gì đó. Thật ra đó, Phật lúc nào cũng muốn cho mình đi lên đó, chứ Phật không bao giờ muốn cho mình đi xuống. Nhưng mà tụi con nói đó, người ta phân tích nào, nếu mà ba người như vậy đó đều tu thì không đi hết đó, thì tụi con sẽ lên cõi trời. Nhưng nếu mà ở trong này đứa nào mà chấp ngã nhiều á, đứa nó sẽ đi xuống, mà đứa nào càng ít chấp ngã đó thì đứa nó sẽ đi lên. Thầy nói vậy thôi, mà có nghĩa là khi đó thầy phải khai thị nữa. Tại trong lúc mà tụi con mà đang ngay mà tụi con đi xuống này là thầy lỗi, là lỗi sao thầy phải khai thị. Khai thị là sao? Vô ở trong đó, thứ nhất là tụi con đứa nào mà chấp ngã đó là tụi con giận mình đó là tỳ kheo ni, mà tại sao sư phụ ổng lại lúc đó thầy lúc bây giờ thầy nói là tại vì thầy nói cho tụi con biết là tại vì không làm đây được, tại vì sau đó phải tắm rửa, không thể di động lúc đó. Nhưng mà giờ thầy nói vậy lúc thầy đâu có nói, thì tụi con đem vô trong đó đó, tụi con mới nói là thầy đó là mình theo ông thầy, mà tại sao không để nằm đây mà lại đưa vô cái hốc ở trong đó. Ở trong đó thì đồ đạc chật chội mà nằm ở trong đó, rồi tụi con khởi cái bản ngã lên á là tụi con sẽ đi xuống ngay, và tham đắm vào những cái chuyện mà kia đó. Cho nên cái quyết định đi lên đi xuống là do cái tâm của tụi con. Tôi nói thí dụ thôi, cùng với đưa vô ấp la sinh một cái giớp, hai người đậu kỹ sư ngang nhau, nhưng mà người đó vô trong đó để mà interview đó, cái người đó mà càng nói cái ngã của mình bao nhiêu á, tôi giỏi nè, ví dụ như ông kỹ sư trưởng ông sẽ phỏng vấn tâm lý nha, con là kỹ sư mà con nhận cái giớp, à như bà Mai bây giờ đó, bà sẽ cần người, bà làm chủ nhà hàng đó, Mai này nó làm nhà bếp chứ nè, mà nó tuyển hai người vô nấu á, thì cái người đó vô một kiểu giỏi hơn bà Mai, nhưng mà người đó vô phỏng vấn nó dạ tôi thì cũng được thôi, nhờ sự hướng dẫn cho tôi không dám nói tôi giỏi, à, tôi rõ ràng tôi cố gắng hết sức, thì cái muốn tôi thử rồi làm được không được thì quý vị có quyền dạy dỗ mới lay off tôi, chứ tôi thật sự tôi có dám nói là tôi mới ra nghề. Thì cái người đó sẽ nhận, còn người đó tôi bảo đảm với ông á, tôi làm với ông á, không có ai mà tôi qua tôi đâu, à, tôi làm trước bọn luôn, trong này chưa chắc là ông thấy tôi là ông coi của tôi là tôi tách cho coi nè, cái tên đó về là nhận cái giấy đuổi ngay. Cho nên cái bản ngã là cái quan trọng nhất. Trong ngày nó nói, người càng chấp ngã bao nhiêu, người đó sẽ đi xuống. Như vậy ở trong này, ở nhận định bên Mật Tông và ở bên Thiền Tông nó hơi giống nhau trong kinh Pháp Đạo Đàn. Lúc đó nếu mà tụi thương, tụi con khởi niệm thương, là tụi con thương vợ, thương chồng, thương con với cái công đức Bụt Tỳ Kheo Ni của trời, tụi con sẽ đi vào trong cõi người. Tức là tụi con mất, tại tụi con ái. Còn sở dĩ mà cái ông mà vua mà giờ chót mà ổng đi lên á, mà ổng đi lên 7 lần là lý do tại vì ổng đã hưởng hết. Ổng biết rằng còn có 7 ngày nữa ổng chết, ngày anh ăn báo là ổng cho tôi hưởng 6 ngày nữa. Tức là ổng không có gì thèm khác nữa. Rồi đi chết. Thành ổng tu chân tịnh, thành ra lúc đó ổng không còn những tiếc mà kia. Còn nếu mà ổng vô 7 ngày đó, vô tu liền ổng còn kẹt. Tại vì trong 7 ngày đó, 6 ngày đó quý vị biết không? Là quý vị đã thỏa mãn nói hết những cái gì mà ổng muốn sắp xếp, bao nhiêu cô nào đâu là ổng xong hết rồi. Cho nên ổng buông thấu rồi. Cho nên cái niệm cuối cùng là tụi con thương thì con đi vào trong loài người, mà tụi con ghét thì tụi con đi xuống. Và nếu mà tụi con không thương không ghét á, ngay cái lúc đó sư muộn sử dụng cái tính nít phô hoàng. Không thương không ghét là tụi con trở về trên tâm, hay tụi con khởi niệm thương là tụi con trở về cái tâm vọng, cái tâm mà luân hồi. Tại vì hả mà khởi niệm thương là tụi con còn tạo nghiệp, mà tội niệm ghét cũng còn tội nghiệp. Chỉ có cái tâm mà không thương không ghét đó, ngay cái lúc đó đó mà cái người mà hiểu đạo mà dẫn người vợ thì ngay cái lúc đó mà sẽ khai thị đó, người ta sẽ đạt tới những cái thiền định rất là cao, rất là cao. Mà tụi con không hiểu thì con giọt lên cái cõi trời mà ở phi tưởng lực. Tụi con lúc đó không nghĩ tới chồng, không nghĩ tới vợ, mà sư phụ kéo con lên là tụi con lên tốt ở trên cái cõi trời. Cõi trời không có tư tưởng. Hoặc là tụi con lên cõi trời Phạm Thiên là không nghĩ tới chồng, tụi con là cao hơn cõi trời dục giới nữa. Còn nếu mà tụi con nghĩ tới vợ chồng á, mà tụi con cái phước tụi con là phải lên cõi trời, thì con sẽ sinh cõi trời có vợ có chồng 6 cõi trời dục giới. Không có ai bắt tụi con hết. Tụi con lúc đó mà nghĩ tới vợ, nghĩ tới chồng, nghĩ tới con, tụi con do cái ái dục tụi con mà không bị đọa vào lầu người. Mà có những người rất sợ cõi người này. Thế thì tụi con nói, biết sao đừng cho làm người, nó con muốn lên trển. Mà tụi con muốn cuối cùng tụi con khỏi niềm ái, thì con sẽ lên cõi trời dục giới. Cho nên cái quyết định cuối cùng
để mà đi vào cõi lành hay cõi dữ. Còn về cõi tịnh độ đó là lúc đó thầy mới khai thị. Ngay lúc đó thầy nhìn thấy, tự nhiên mà thầy hộ niệm mà tự nhiên con đang đẹp, con đang tốt. Cũng như vừa rồi cái khen của cái một ông Phật tử ở trên Oklahoma, ổng có khởi tướng về cõi người đẹp lắm, cũng hồng hào, cũng tốt đẹp. Nhưng mà tại sao vậy? Buổi sáng nó đi ra nhà quản, bà vợ ổng làm cái bàn thờ cho ổng, mà trái cây á, thì bà đi mua trái cây hư, bông á, thì mua bông héo. Thầy Tự Minh ông giận quá, ông nói xin lỗi cho bằng cái bông cúng Địa Tạng á, cúng con hồn còn khá hơn bông này. Nhưng mà cái ông đó lại chủ mấy cây xăng, chủ mấy nhà hàng, ông già, ông để nguyên cái tài sản cho bà này. Có phải là do cái tâm chấp ngã của ông không? Ông xì xuống, ông nặng. Thầy với Tự Minh ẩm động trong cái phòng mà cái băng ca mà bằng inox á, để ẩm qua cái hồn. Ông không nổi, thêm hai Mỹ nữa, ẩm không nổi, ông giận á. Mà thì để vô cái nước ở trong người nó xì ra đến nỗi mà nó dính vô cái áo hậu thầy, nó dính vô cái áo hậu thầy Tự Minh, giặt không ra, nó thúi hoài, tức là kêu là bứt méo đó. Còn cái mặt ông tràn xuống, quý vị biết không, nó không ẩm nổi, nó phải dùng cái cần cẩu á, vô nó lấy cái cần cẩu mà nó cẩu lên, nó bỏ vô hồn, quý vị nghĩ coi. Bình thường cái ông đó là thầy thì Tự Minh là ẩm dư sức à, thầy với hai người Mỹ nữa, là bốn người đàn ông, Tự Minh một bên, thầy một bên, hai ông Mỹ nữa, không giúp dính. Cho nên tại sao mà ổng lại đẹp mà rất là lúc đó rất là nguy hiểm, tại vì ổng chấp ngã. Ổng nói ổng để là một gia tài, ổng để là một cái xăng, ổng để là một cái nhà, một cái liquor store, mà bà này đó phải đối xử với ổng là gì, chỉ mua trái cây mà để cái dễ nhỏ xíu à, mà cái bàn thờ lớn chừng lớn bình bông là không có. Rồi điểm biểu cái thằng con trai đi mua bông thì nó lại không muốn mua mà nó còn dùng dằn, cho nên rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Tại vì ổng về cõi người, thời tướng ổng nóng lại ngực, thì cõi người nó không có đi liền mà thì lại qua cái giai đoạn là 49 ngày. Cho nên lúc đó đáng lẽ ông lên mà ổng nổi sân, và do đó ổng đi xuống. Cho nên tôi nói trong cái thuyết hành trình mà để đến kiếp sau, ở trong mật tông nói rõ chết không phải là hết, nhất là những người cõi người. Cho nên quý vị thấy có những người họ chết đuối, chết xong họ đi tắm nước họ chết, kêu là ông chổng. Thường thường ông chổng chết rồi là 12 tiếng đồng hồ hoặc là 24 tiếng nổi lên có cái gì. Họ đứng hồi ai đó ở miền, ai đó ở miền Tây biết ông chổng không? Chết, nó chìm. Thí dụ như họ chìm đó rồi tới cái giờ mình đi ra không ra, ma da nó kéo á, thì họ canh tới giờ, đúng cái giờ nó nổi bung lên, nó đổi lên cái là bắt đầu kéo vô. Kéo vô thì chết như vậy dưới nước là coi như là chết, chứ còn 12 tiếng nó mới nổi lên. Thường thường tôi biết 12 tiếng. Mà kéo lên rồi lúc đó không cho thân nhân lại, mình vẫn ẩm, mình vẫn lao, mình chùi này kia đó, nhưng mà thân nhân mà thấy bước người thân rồi lại là máu nó trào ra, có không cái gì là họ vẫn còn 12 tiếng họ vẫn còn bám trong đó đó. Tại sao vậy? Tại sao có những người chết mà nó không có đi liền? Tại sao có những người chết không đi liền? Tại vì họ còn chấp ngã. Những người mà chết bất đắc kỳ tử họ không có đi liền. Trong này nó nói không phải là 8 tiếng đâu, có người 3 ngày, có người 7 ngày, chứ không có dẫn mạnh đó. Còn cái người nào mà có tu hành đó, càng tụi con càng không chấp cái thân này càng nhiều đó, tụi con đi lẹ lắm. Mà tụi con không chấp cái thân này cộng với tụi con giữ thập thiện thì con đi lên trời. Không chấp cái thân này giữ tròn ngũ giới đi làm người. Không chấp cái thân này mà tụi con có tu tịnh độ, mà có đúng hướng dẫn về chót, tụi con không có điên đảo, tụi con đi cực lạc. Còn nếu mà tụi con không chấp thân này mà phút chết á, không có nghĩ thiện, không nghĩ ác, tụi con về cái cảnh kêu là niết bàn. Cảnh của cái gì A-la-hán, diệt tận tất cả những nhân duyên để tái sanh về ba cõi, nhưng mà vẫn ở trong định, biết hết, nhưng mà tắt hết các duyên, là cái cõi đó mà kêu là cõi vô sanh, tức là không còn tái sanh. Đức là Lạt Ma là cõi gì không? Tái sanh, tiếng Anh kêu là reincarnation, mà tiếng kia là tái sanh. Còn mà ngài A Nan ngài nói chừng nào đó mà còn một chúng sanh quả Phật chưa thành con quyền không về cái cõi niết bàn, mặc dù ngài sanh là ngài chứng A La Hán, ngài A Nan ngài sẽ thị hiện trở lại là một vị Bồ Tát nào đó quý vị không biết. Cho nên bên Tây Tạng đó có những người họ nói đây là quả thân của ngài A Nan, có không con? Đây là quả thân của ngài Phổ Hiền,
đây là hóa thân của Ngài Văn Thù. Có một tôi hỏi quý vị Tây Tạng họ nói vậy đó. À, cho nên quý vị nên nhớ, người ta lầm tới là Ngài A Nan giỏi như vậy. Bữa trước có người nói họ lời họ dẫn gặp thầy, đây là vì tái sanh của Ngài A Nan, thì cái nói chuyện với thầy thì có mấy người cười A Nan giỏi gì, sẽ có ông này thật ra chỗ nào mà cần một cái thân tỳ kheo hay thể hiện thân tỳ kheo thì khi mà họ tái sanh đó là không phải họ sân, mà chính những người tái sanh các họ nói cái ông đó là hiện thân của Văn Thù, ông đó hiện thân của Bồ Tát, cũng như Ngài Văn Cát là hiện thân của Văn Thù mà ông đi trị cho Ngài Hư Dân bị kiết lỵ. Quý vị nhớ chưa, hiện thân mỏng giá rất bình thường. Các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán gì lúc nào cũng có ở cõi này hết, nhưng mà khi mà tụi con biết mấy ông làm em chết ngay dứt khoát. Tại sao vậy? Tại vì các vị Bồ Tát cái A-la-hán mà để cho tụi con biết rồi đó, là tụi con sẽ chạy theo với cái tâm tham và tâm mong cầu, tâm sinh. Khi biết ổng là A-la-hán rồi đó, mà sinh không cho đó, sinh không có thành công không cho đó, thì sao? Phỉ báng một vị A-la-hán là đỏ. Phỉ báng A-la-hán là đỏ. Chẳng hạn như bây giờ vậy không? Là cái Diệu An nó vậy, con muốn trúng số. Cái Ngài nói vậy không được. Tại con biết Ngài chiếc A-la-hán mà. Phải không? Không cho trúng số mà về cái chửi, chửi một người A-la-hán là đỏ. Cho nên không biết. Khi quý vị không biết cái người đó là A-la-hán, quý vị chửi không sao hết á. Như bây giờ tượng Phật đang ngồi đây, bữa trước có con sóc nó leo lên cái nhục kế Phật nó đậu đó, nó không có đỏ, hoàn toàn nó leo nó ngồi nó không đỏ. Nhưng bây giờ kêu Diệu An lên ngồi là đỏ đi ngục viên, tại vì biết đó là ông Phật. Hiểu chưa? Thành ra cái đỏ này á là do cái bản ngã thôi. Ông Phật mà Diệu An còn dám ngồi trên đó thì cỡ ông nào nó sợ nữa. Như vậy cái đỏ này là do cái bản ngã mà ra không hả? Cho nên quý vị phải để ý một cái điểm là trong Phật tâm họ nói rất rõ, không phải mình muốn đi là muốn. Cho nên cái vị mà A-la-hán họ xuất hiện cõi này, họ không bao giờ họ dám cho nói họ là hán. Ví dụ như Đức Lạt Lạt Ma Ngài biết được đi tử người có những người A-la-hán, chẳng hạn như Ngài khen có thể là một A-la-hán, nhưng mà không bao giờ Ngài khen Ngài xưng là A-la-hán hết. Tại vì những người khác họ đồn với nhau, chứ tôi chưa nghe một vị Lạt Ma nào. Buổi tôi nói chuyện với mấy cái vị thầy mà Tây Tạng, họ nói tôi nói đây có tôi có thắc mắc thế này. Tại vì có người thì họ nói đây là cái ngày này đó là hóa thân của cái gì Văn Thù, ngày này hóa thân A Nan. Có không vậy? Bởi Tây Tạng nó nói vậy. Tại sao mấy ông xưng vậy? Tại sao tôi có thắc mắc? Tại vì Bồ Tát tôi không dám phỉ báng, mà tại sao nói ông đó là Kiều Trần Như? Có không vậy? Ở giờ tôi có biết ở bên Ấn Độ nó có những gì nó nói gì Kiều Trần Như hả? Vậy tôi có biết ông nào không? Con có ngày A Văn mà ai nói vậy? Người ta đồn. Cho nên cái điểm này là cái điểm tôi muốn nói trong mặt tâm này, họ nói tối kỵ luôn. Tôi mới đặt câu hỏi với cái vị buổi đó là mấy cái vị mà Tây Thiên Tây Tạng. À, tôi hỏi với cái vị mà ngồi mà làm lửa mà ông hiền hiền nhớ chưa? Ông mà lớn nhất á. Tôi có cái thắc mắc Bồ Tát mà khi mà ta biết là ta như thập đắc, Bồ Tát thập đắc á, mà khi ta biết rồi cũng như Tế Điên Hòa Thượng hoặc là Bồ Tát Di Lặc, khi mà ta biết là mấy ông thiền cũng nhập diệt đi mất luôn, mà tại sao đây nói là Ngài Kiều Trần Như hay là tái là hiện thân của Ngài A Nan đủ thứ chuyện, cái đó là cái đó là đồn nhau thôi. Người ta đồn, người ta đón, người ta đồn, chứ thật sự chúng tôi cũng hỏi lúc thầy mới vui. Thành khi mà thầy nghe nói vậy, thầy có cái tâm hơi khinh thường. Không bao giờ mà vị A-la-hán mà đi ở đời này mà xưng hết. Tại vì xưng như vậy đó là chắc chắn người ta, ngay cái Đức Lạt Lai Lạt Ma đó, Ngài cũng nói Ngài cũng không có thần nhãn nữa. Nhớ kỹ nha, Ngài nói Ngài không có thần nhãn. À, cho nên một cái điểm rất là quan trọng. Tại vì đó, người ta đến cái pháp hội này, nếu mà có một ông A-la-hán đó thì người ta sẽ chạy theo ông A-la-hán, người ta hỏi soi giùm coi chồng con nó theo con bộ Thái Lan thì Ngài coi khi nào nó về, phải không? Cái nhà này con sắp sửa rồi phải năng là thì Ngài coi ấp ru không ha. Rồi hỏi những cái nhà miếng đất Việt Nam, rồi mấy cái nhà chính trị thì hỏi về cổng chừng nào sập, phải không?
hỏi đủ thứ trên trời dưới đất rồi, mấy cái nó có yên không? Mấy cái tay mà ứng cử viên á, nó là nó hỏi thiền thì tôi đậu, ông Trump cũng là hỏi, bà Hillary cũng là hỏi, đúng không quý vị? Cho nên ngài, cái ngài không muốn để cho người ta phỉ báng, nó có đồ dộn, tại vì biết là A-la-hán rồi mà xin không cho thì nói đồ dộn, hiểu chưa quý vị? Phỉ báng một vị A-la-hán là đội vô lực lượng, mặc dù ở đây thầy giảng kinh thông qua độ cho Bồ-Tát, nhưng mà họ lại chạy theo mấy cái ông A-la-hán để hỏi về chuyện tào lao tứ đế, có phải làm cho họ được thì họ lại thỏa mãn cái lòng tham, họ xin thêm nữa, phải không? Nói đứa con bây giờ con khổ quá à, phải không? Buổi chiều kỳ này là mùa tháng 8 này, sắp vô mùa football, đội nào thắng như thầy under over vậy. Cái thằng under đó nó chấp nhiều, thấy chùa rành không? Phải biết chứ, thầy chùa là cái gì phải biết chứ, nó mới giảng pháp được. Hả? Con nghe kỳ này á hả, là nó thằng săn phăng á, nó chấp thằng Seahawks nửa điểm, phải không? Mà under over vậy, là hát tham xa thầy. Cho được cái gì không, cho mày đánh đi cái này mày đánh nha, nó chút nữa để mày win over đi, thấy không? Ăn được đó cái này mày ăn đi, thẳng xong thì sao lại nói khác? Suốt ngày cái gì A La Hán này khổ sở, mà không cho thì nó chửi là nó đọa ngay. Cho nên tối kỵ, không bao giờ các vị Bồ Tát mà họ nói họ có thần thông hết, họ không bao giờ xin. Bây giờ tôi thỏa mãn họ, lúc tôi hỏi cái gì đó được, nó không, cái đó người ta đồn thôi. Không bao giờ mà xưng mình là Kiều Trần Như, không bao giờ xưng mình là A Nan. Tại sao? Nếu xưng mình là Kiều Trần Như, Kiều Trần Như đã chứng A La Hán rồi, tại sao bây giờ không có thần thông? Xưng là A Nan, A Nan là đa văn rồi, tại sao bây giờ tôi đưa cuốn kinh này biểu dịch ra cho tôi nè, cái chú là nghiêm mà tôi biểu dịch bài, bây giờ ngài biểu dịch cho tôi đi, sao bây giờ không được? Thấy không? Và nhiều cái chuyện lắm, thì để trong bậc tông này, con đường đi lên, con đường đi xuống là tụi con hãy chuẩn bị ngày ra đi. Cái quyết định tụi nó đi lên cao lên xuống là và áp dụng cái câu của luật tổ Huệ Năng. Thương ghét đừng để lòng. Cái chìa khóa đó thành ra cái người thầy phải lại giảng khai thị. Người ta đi lên đi xuống là do khai thị chứ không phải là do mà coi như Đức Phật kéo không chắc. Đức Phật lúc nào cũng phóng vang hết trời hết. Thành ra là tụi con gieo duyên tịnh độ, tụi con tu theo cái chữ ngài Thần Tú là tu tịnh độ đó, phải không? Thân là cội bồ đề là sao? Là mình phải giữ cái thân này để làm cội nguồn để mình tu, phải giữ cái thân này. Cái thân này là cái bè để qua sông, là tu theo ngài Thần Tú. Tâm là cái đài gương sáng, cái tâm này đó mình phải lau chùi hàng ngày, phải lau chùi. Lau chùi là sao hả bà? Ai chửi mình cũng đừng giận, lao đi. Ai khen đừng có mừng, lao đi, nó giả hết. Thành ra họ giữ, họ cứ lao chùi, đừng để dính bụi trần. Thì cái phương pháp này kêu là tiệm tu. Tại vì còn có thấy tướng, còn có thấy là dơ và sạch, khen và chê, còn sợ gần những người ác. Tu cái này ha, không muốn ở chung với bà Huệ Báo, không muốn ở chung với cô Hồng Pháp, thí dụ vậy đi. Tại vì ở đó về cũng nhức đầu lắm, rồi con phải bị chùi. Nhưng mà phải tu cái kiểu có luật tổ Huệ Năng nè, bồ đề giống không cội. Hả? Tụi bay có thân rồi tụi bay mới tu. Không phải như vậy. Không cần, phải có cái thân này lạnh mạnh mới tu. Mà khi mình què đó mà cái trí huệ còn vẫn tu được. Hả? Cái thân mà bây giờ có bệnh, cái tâm không có bệnh. Cho nên tâm là đại gương sáng, bên đây mình nói là thân bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng không cần đài nữa, không cần đặt cái đài nó mới sáng hả? Nó sáng mà đặt cái bùn nó cũng sáng. Bổn lai vô nhất vật, không có cái vật nào hết á. Cái gì nghĩ coi, hồi xưa tới giờ cái này nó có xưa nó có ly không, tự động cái ông Phong ông giúp cho thầy ông bấm hình computer vô đây, có thằng Thái, có Diệu Pháp, có thằng Huy, mấy đứa em, phải không? Mà tự động đi là thành cái ly. Trong này trước cái ly đi nguồn gốc nó không có gì, nó chỉ là cục đất sét rồi bỏ men rồi hầm, rồi giờ hầm ra cái ly, kêu cái ly. Bây giờ bấm cái hình của gia đình của ông Thái vô đây gọi là cái hình kỷ niệm. Nhưng mà rồi bây giờ đó, người nào cắt cớ lấy bỏ dưới đít ngồi, cái người kêu mét Diệu Pháp nó khi dễ mày, nó lấy vợ chồng mày để dưới đít, mày giận không? À giận chứ, trời ơi, cái này là giận của sư phụ tặng mà, mày coi sư phụ ra gì vậy?
là sống đi bụng chết mang theo, như vậy là do chấp ngã, phải không? Còn cái người không chấp ngã nó kệ nó, không sao đâu, ngày đó mình bổn lai vô giết vật, trước đó đâu có hình thì cũng hình, bây giờ có hình thôi, phải không? Bây giờ thằng Quy này cũng vậy nè, cái này cũng cái ly thôi. Ở trong này là Christopher Chiu sinh ngày 24 tháng 6 1999, phải không? Rồi ngày mất November 1, 2016, pháp danh Thiện Từ, pháp hiệu Tệ Lai, phải không? Đụng cái hả, nếu mà thằng Thiện Từ này nó theo ngày Địa Tạng á, phải không? Mà nó nghe thầy giảng kinh á, mà chưa được nghe giảng kinh á, bắt đầu đang để đây, đang để đây vậy, cái tự nhiên cái nó có người nào lại nói, ê Thiện Từ ơi, dì thương con lắm đó, mình thấy với con siêu, bây giờ nghe nói con làm ở tháp Địa Tạng, con làm thị giả ngày Địa Tạng, bây giờ con chứng minh cho dì thấy nha, à tối nay tự nhiên cái ly này vô liều gì đi thì biết là con linh, thấy không? Cái tự nhiên mà tôi nghe được cái đó tôi chơi trác liền, cái tôi tối tôi sai người nhét cái ly này vô trong cái buồng, được không? Được cho ai biết hết, cái bà nó vậy, cái bà đừng cho ai biết hết, tôi bà thân lắm tôi mới cho bà biết. Người Quy nó linh lắm, muốn gì được đó, phải không? Bây giờ tôi nhận nó làm con nuôi. Vì nó chưa linh không nhận làm nuôi, bây giờ thấy linh quá thì làm con nuôi, phải không? Thấy sao mất hoàng làm họ là vậy đó. Bởi tôi thấy mấy thầy chùa đó chuyên môn á, bỏ cha bỏ mẹ đi tu mà thấy mấy bà nào đi học sầu nhận làm má nuôi. Tại má ruột không có hột sòn. Phải không? Nhận thấy cái ly này xong rồi đó là sao? Cái bắt đầu bởi vì thấy rõ ràng, bắt đầu quý lắm, phải không? Bây giờ tôi chơi cái này cho coi, thí dụ nha, cái bắt đầu quý bây giờ hả, bây giờ xin còn linh cái nữa nè, không cho gì 500 đi, phải không? Thì ngủ vậy nhất tự nhiên cái ly nào có 500, cái bạn ngủ cái mình lấy mình bỏ 500 vô. lúc đó tôi chơi tôi kiểu bà tạo, tôi nói bây giờ cái ly này quý lắm, tại vì hồi tối thì tôi nằm chuyên bao, tôi thấy hòa thượng nói cái ly này vô giá. Bây giờ cái ly này của sư phụ mà, tại sao vô chỗ bà, cái này của thầy mà, bây giờ yêu cầu lấy lại, bây giờ đấu giá, người nào mua cái ly này bao nhiêu? Bắt đầu á đã lên 3.000, 4.000, mà cái bà mà tôi bỏ 500 đó, bà sẽ mua giá nào bà cũng mua hết. Tại vì bà nghĩ là mới xin 500. Bây giờ lúc đó là thầy hỷ diệu pháp đó nói cái này hình con trai tôi nha, thái đấu nghiêm, thái này con bây giờ có đấu 1.000. Diệu pháp nói đấu được, tình lòng mẹ tôi thương bố, đấu 2.000 tôi thương nó hơn, à đấu 2.000. Rồi từ từ cái đấu đá đấu giá lên. Nhưng mà tôi lúc đó là tôi đã biết, tôi thấu ké cái bà này rồi. Tôi nói nè, cái ly này 10.000, phải không? Thầy cho một thiếu đó, đã đủ tiền lên lấy, bà nó sẽ lấy luôn, tại vì xin có 500 mà, phải không? Rồi còn nó thử chắc chắn rồi, tôi mới đưa bà nằm 10.000, đưa đây lấy cái ly này, phải không? Về cái bắt đầu. trước khi hiểu sinh là phải mua lấy cái sách đi bác rồi thề và ba cái sách đi bác trước. Thế chưa, quý vị thấy rõ bị lừa chưa? Thành ra cái này quý vị thấy rõ ràng hả, từ chỗ đó quý vị thấy từ đâu mà ra có. Cho nên tất cả mọi sự việc hạnh phúc hay đau khổ, giờ vô ngủ trong gốc cây này nè, ở đây đều ngủ liều đó, ai ngủ liều đưa tay này coi, đưa tay xuống. Nhưng mà ai vô đây là tình nguyện ngủ liều, nhưng mà rồi xuống có những vô đây là những người thấy chặt quá, ngủ trong đó đông quá, nó ngái quá là mình phải bắt buộc mình phải xét cái liều. Thì cái người mà bị mấy cái bà đi ngái quá thì không nổi, chạy ra đây mấy người ngủ trong liều này là coi như là ở trong địa ngục. Còn những cái tên á mà đã có tư tưởng vào đây là mình phải đi camping, mình phải ở liều nha, yeah. Thì cái tên đó là ok đó, tên đó là ở cũng cái liều y chang vậy đó, cũng cái sai vậy. Thành ra nhất thiết gì tâm tạo, thành ra quý vị thấy rõ ràng đó. Thành ra cái chỗ này họ nói cái hành trình đi về cái sao là do cái tâm của chúng ta thôi. Tâm càng mở rộng bao nhiêu đó, thì cái người nó sẽ đi lên rõ ràng lắm. Tụi con ra tụi con thấy cái gì hả, tụi con muốn cái gì, tụi con còn muốn lên cõi trời là tụi con sẽ đi xuống, rõ ràng lắm. Đừng có bây giờ giữ khao tâm thanh tịnh, nhưng mà chỉ có một cái là cột cho Đức Phật A Di Đà đi, cột cho Phật Di Đà lại đi lên, tại vì cõi trời không có ai có đủ năng lực mà nguyện hết.
Đức Phật Di Đà ngày có 48 lời nguyện, nó khác nhau à. Cũng như bây giờ tôi nói nè, quý vị mấy chị tỳ kheo tu cùng đạo hạnh với tôi đi, cùng xuất gia hùng lực với tôi, cùng tuổi nhâm thìn với tôi, cùng cái đẳng cấp thượng tọa như tôi hả? À, nhưng mà bây giờ tôi có cái làng Di Đà trị giá 10 triệu đô la, thí dụ như làng Di Đà Indo, giờ ông thầy kia ông xây một cái chùa 10 triệu đô la bằng nhau không khác nha. À, nhưng mà quý vị không phải giống nhau đâu. Thí dụ như tôi là biểu hiệu là tôi là Phật Di Đà, tại vì tôi có phát nguyện bất cứ người già nào đó mà có phòng trống thì tôi cho vô, hoặc là người nào ở tạm tháng thì tôi có cái phòng tiếp khách. Cái chỗ tôi là có cái nhà giảng sanh. Thành ra khi mà quý vị mà ở đoạn cuối cuộc đời quý vị bận quá mà tôi nói tôi vô tôi cho quý vị thậm chúc phần giảng sanh, quý vị vô đó tôi nhận. Vì tôi có cái nguyện mà tôi có cái chỗ như vậy. Nhưng mà có ông thầy kia ông xây cái chùa Tây Lê Tử đó bự lắm, trên 10 triệu nữa. Của ngài Tinh Dân đó, ngài cũng là chủ môn tịnh độ đó. Nhưng mà quý vị chạy đó, quý vị xin ở trong đó để xả thân đợt cuối cuộc đời, được không? Tại vì ông có cái quyền này. Cái chùa đó chỉ để tụng kinh niệm Phật, vô đó ăn cơm chay, có không? Nó đẹp lắm đó. Cũng là tu tịnh độ đó, nhưng mà ông không, tôi chỉ cái chỗ này vậy thôi, tu tịnh độ thì vô đây mà tôi không nhận. Rồi có những vị thầy đó, họ cũng tu tịnh độ nhưng mà họ không đi hộ niệm, có không? Thì đừng bao giờ ghé cái chỗ đó. Cho nên cõi trời họ không có cái quyền đó. Quý vị đừng có bao giờ mà bây giờ đó hết. Mà quý vị, tại vì tôi nè, tôi có cái phòng khách, không có member cứ vô đi, họ bị con cháu đuổi đi. Nó như bà gửi báo này con, phải không? Bây giờ bữa nào con nói giờ tự động con xin rút lui nha, con xin rút lui khỏi đệ tử thầy, rồi con chạy vô chùa Tây Lê Tự, con xin con ở vậy đó. Cho không? Không cho. Tại người ta không có cái pháp, không có cái quyền đó. Mà ta không nhận, dứt khoát là không nhận. Bây giờ như bà gửi báo đó, con xin đi chỗ nào để người ta nhận, con không nhận. Mặc dù họ có nói con xấu giống thì tại vì họ không có cái quyền đó. Cho nên tụi con nhớ, khởi niệm tất cả nhân duyên để luân hồi là do cái nghiệp. Mà lục tổ nó muốn hết luân hồi là bắt hết các duyên. Nhớ kỹ, bắt hết các duyên là không có nhiên liệu để mà đi vô luân hồi. Thì tụi con nếu mà tụi con ở phút chót mà tụi con bắt hết các duyên thì tụi con về cõi trời tịnh cư thiên. Tịnh cư thiên, những cõi đó là cõi của những gì A-la-hán đó, là họ coi như là bất hoàn thiên, tức là họ ở cõi trời đó họ không xuống đây nữa. Nhưng mà họ trong đó, đó những cõi trời đó là phải gặp một cái người nào khai thị thì họ mới tiến lên A-la-hán được, tại họ ngộ. Mà con chỉ cần ngộ là không nghĩ thiện không nghĩ ác, con sống trong đó là con không có tạo nghiệp, con không có nhiên liệu để đi nữa. Tại sao vậy? Muốn vào mỗi người con khởi tâm dâm mà con không khởi dâm làm sao con nhập thai được? Không có. Rồi con có thấy thú vật này kia, con cũng không có tâm chụp bắt để mà chui vô trong cái tử cung của con vật. Con không có nhiên liệu đi vào, con là thú vật. Mà con cũng không có tham nữa, làm sao đi nhiên liệu về rồi ngạ quỷ. Con cũng không có ích kỷ, tại con thấm cái trời là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cho nên, nhưng mà ngược lại, bây giờ tôi trở lại chỗ này, trong này nó phải nói rõ, nhưng phải khai thẳng chỗ này. Nếu người đó đang ngủ, rồi một cái quả đạn phóng cái trái đầu nó bắn nó rừng thì chúng chết, họ cũng không nghĩ thiện không nghĩ ác, họ đi đâu? Hồi nãy này cái người này là biết rõ ràng lúc lâm chung có chuẩn bị, thành ra họ đã không nghĩ thiện không nghĩ ác, đau họ cũng không trụ vào đau, họ nói đau chết là phải đau, không có giận thì họ khởi sân, họ không đi vào cũng đừng ác được. Mà thầy có lại đó họ cũng không mừng đó, tôi không muốn gì tín đồ, thì người này trở lại trạng thái rồi họ trong thời gian đó họ ở cái thân mà chuyển tiếp đó, họ lại đi trùm lum, họ thấy bao nhiêu cặp vợ chồng mà làm cái chuyện mà nam nữ họ cũng không có động nữa, làm sao họ làm cho được người? Mà còn chưa gọi trời họ không ham, chư thiên có xuống rước á, lúc đó họ sẽ tần số họ cao lắm, chư thiên nó rước lên với mấy cô gái nó, tôi cũng không thích cõi trời nữa. Có nhiều người thích đi Mỹ không quý vị? Không, tôi đi thích đi Mỹ nè, có người không thích đi Mỹ, có nhiều người không thích đi Mỹ nha quý vị, thì không đi. Mặc dù á, mình có kéo đi, có người quý vị bảo trang điểm, quý vị bảo lạnh. Chị ơi làm ơn làm đi, em qua em làm trong ngựa cho em thả lại, có không? Mà có người thiếp chú đi qua, nó giờ tôi lớn tuổi tôi không đi, có không? Cho lúc đó họ sẽ thấy chư thiên hết nè. Khi mà họ trở về tâm
không thương không ghét đó, là họ thấy có thiên nhãn của một vị coi như là Anaham đúng quý vị, dễ sợ lắm, kêu là bất tịnh cư thiên. Thì lúc đó là họ sẽ thấy cõi trời dục giới không nằm tới họ được, họ nằm ở cõi trời phạm thiên. Phạm thiên tức là phạm hạnh á, thánh tịnh á, những người mà họ không còn nghĩ tới danh dục, họ ở cõi trời đó. Nào nhưng mà rồi đó, tôi hỏi bây giờ đem so sánh lại, đem so sánh lại với một cái người đang ngủ, họ cũng không thương không ghét, không thương không ghét, nổ cái bùm một viên đạn nào á, bắt trúng bùng chết, chết ngay luôn. Thì người đó rõ ràng người đó lại không lên trời, người đó không về cái cõi trời bất hoàn thiên, giống như cái người mà tỉnh táo mà lại không có khởi tâm danh dục. Đố quý vị trả lời là câu đó. Tại vì sao họ chết cái bùng, nhưng mà chết này do là cái gì? Cận tử nghiệp nó quá ác trọng nghiệp, tức là họ hết cái thọ mạng rồi, cho nên họ chết cái bùng, nhưng mà tâm họ vẫn còn tham sân si đầy đủ. Cho nên chết thì họ vừa ra cái họ nhìn xuống, họ thấy họ đang nằm đây, cái họ cố họ vô, họ cố họ vô, cái họ chạy lòng vòng, họ kiếm người thân. Lúc đó quý vị nhớ trong cuốn mà bên kia cửa tử mà kể lại 8 ngày tâm cái trường hợp mà người Mỹ họ làm sách đó, Lie After Death đó, quý vị nhớ cái chuyện của Nguyên Phong kể không? Có một cách đây lâu rồi, có mười mấy năm về trước, có một cái ông đau tim, ông vô trong bệnh viện, thì ông nằm sau đó là ông bị đứng tim chết và bác sĩ dùng hô hấp nhân tạo đồ đủ thứ đầu thang. Thì lúc đó người y tá đó họ cũng làm đủ thứ, bác sĩ làm đủ thứ, ông bác sĩ cuối cùng là tuyên bố là ông này chết. Rồi cái ông bác sĩ tức quá, ông lúc ông cứu thì ông ra về không được, ông mất cái sổ chìa khóa. Cái ông bác sĩ mà vô mà vậy, có trong phòng mà ở Messi đó, ông nói thì ông này vẫn thấy hết. Ông này thì lúc đó ông chết rồi, cái thần thức ông bay lên, ông thấy ông lên cao, thì ông thấy cái sổ chìa khóa để trên cái tủ. Có cái chuyện đó cô biết không? Để trên cái tủ. Mà tại vì cái ông này lúc mổ quýnh ông lấy đồ cái nhà ông hất cái tay, ông cứu nè. Ông giăng cái sổ chìa khóa nằm ở trên cái tủ mà tủ medicine. Nhưng mà cái ông này trong trạng thái chết rồi, ông chết vì tim, ông nhìn xuống cái ông này sẽ kỳ quá, cái chìa khóa đây nè, nằm trên đầu tủ. Thì lúc đó ông này đi không được, mà ông ngồi là ông coi cái đội bóng LA Lakers đang đánh nhau. Lúc đó là có một trận bóng đang đánh nhau ở trại Los Angeles. Thì ông tức quá, ông đi, nhưng mà ông ngồi đây. Thì cái ông bệnh nhân này, ông chạy, ông ơi cái chìa khóa trên này nè, mà ông này cũng buồn quá, ông chạy, nhưng mà ông ngồi trong đó cái phòng TV, ông mở, ông coi cái đội LA đang đánh một trận bóng rổ. Và sau đó ông đứng ngồi, ông thấy là ông đi ra, ông nhìn xuống, ông thấy cái thân xác ông đang chết, cái thân xác ông đang nằm bình thường vậy đó. Ông cố gắng vô được rồi, từ từ ông đi ra, ông thấy rất nhiều người, nhưng mà lạ cái là ông đi nói chuyện thì không ai nói, ông đi vòng, và ông nghĩ tới mẹ ông, cái là tự nhiên mẹ ở tiểu bang khác, mà ông thấy vừa nghĩ tới mẹ thì mẹ thấy đứng trước cửa nhà mẹ, thì mẹ đang làm đồ ăn, mẹ đang làm, ông vô nói chuyện mẹ không được, mẹ không biết gì hết mà ông vẫn nói cái gì thấy rõ ràng. Rồi ông làm vòng, ông đi thăm bạn bè, ông đi vòng, rồi khi mà ông đi qua cái đó, ông thấy gì cái thế giới già, sau đó thì cuối cùng ông nhớ lại mình đi vậy là mình chết sao, lúc đó ông biết mình phải ra về, thì ông nghĩ giờ ông đứng về, giờ ông đứng về vậy chút là lưu vui, sao ông chui vô được. Ông chui vô được thì cái máy mà dây mà nó báo là coi như điện tâm đồ nó hụ lên, thì người bác sĩ nhào lại ai sống là lấy máy bơm vô, đưa lai xúc bọt rồi vô, và lúc đó cứu ông dậy, cứu ông dậy sống xong rồi. Cái bác sĩ chúc mừng, hỏi mở thì biết tên tôi là ai, gọi là người nhà đồ lại, kêu người nhà đồ lại tùm lum tà la hết. Thì sau đó bà già ổng á thì được gọi điện thoại báo, bố tin cho ổng là xong rồi. Thì ổng mới nói má ơi, nãy con thấy má đang làm cái bánh, nó sao mày biết, nãy con chết con về con đứng kêu má nó, má giật mình. Còn ông bác sĩ ông nói vậy, ông chết ông thấy gì, tại chết mấy tiếng lận. Bác sĩ ơi, cái sổ chìa khóa đó, ông nãy ông quăng lên kia, ở đâu, đứng lên lấy cái ghế, đứng lên nằm trở nó. Sao nãy tôi nói ông không thấy, bác sĩ mới ghi lại, lộn sổ chìa khóa, rồi nãy ông đang ngồi coi cái đầu LA Lakers đang đánh game, phải không? Cho nên cái này là Nguyên Phong dịch thuật quý vị nhé. Nguyên Phong là một bà người có bằng tiến sĩ đó, mà cái chuyện này là chuyện của người Mỹ. 800 trường hợp những nhà bác sĩ họ collect những câu chuyện chết đi sống lại. Cho nên nãy có cái đài radio nào có gì cộng, nó nói không có chuyện mà chết đi rồi lên thấy. Thì cái đài radio đó hả, là coi như là làm ơn vô học lại đi, biết thì chưa thốt, không biết thì dựa cái lăng Bác Hồ mà hửi. We
Nguyên Phong là cái người ở Seattle này. Nguyên Phong là một cái nhà coi như là giỏi lắm đó. Ông có mấy cái bằng cấp ở đây là đại học Hoa Kỳ, bảo ông là thường gặp Bill Gates hàng ngày, ông có viết cuốn sách về Bill Gates đó. Chứ không phải là cái người vô danh chữ tốt cho tôi không nói chuyện một Phật ở trong này đó, thì mật tông là tràn giang đại hải à. Thấy không? Cho nên cái chuyện mà chết đi rồi sống lại, life after death á, bây giờ nó xưa như trái đất. Người Mỹ biết nhiều không quý vị? Người Mỹ bây giờ nó tin nhiều lắm rồi. Chỉ có mấy người làm truyền thông của Cộng sản á, thì không biết. Gì đó cũng gì đó. Rồi rồi lấy cái chuyện, lấy cái microphone đi. À, sao không nghe vậy? Chưa bật microphone nữa. Hết pin rồi. Chút nữa tôi nói tiếp thì cái hành trình để làm sao nó có nhiều cái vấn đề level trong bậc tâm này nó rất chứ bây giờ phải nắm kỹ những cái chữ quên thu rồi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính sư phụ, xin sư phụ khai thị cho con có một cái thắc mắc á, là ở trong nhiều cái bài pháp con nghe được sư phụ giảng và từ kinh Phật á, thì khi mà tất cả các vị Bồ Tát, các vị phát cái hạnh Bồ Tát theo như Ngài Địa Tạng á, mà muốn sau này cuối cùng mà lên tới cái chứng được chánh đẳng chánh giác mà thành Phật á, là đều quay trở lại làm người rồi mới thành Phật. Vì người có đủ lục căn thì mới tu hành được, thì mới trở lên được cái chứng được cái quả Phật. Thành ra là khi mà cái người mà lúc lâm chung á, mà mình đã nhìn thấy họ cái lúc mà đứt hơi, mà mình đến mình hộ niệm, họ đã, mình biết được, mình thử thời tướng đã nóng được ở ngực, thì mình có nên làm tiếp để cho họ về cõi trời hay không? Tại trong kinh Phật là không có quan nghênh là chúng sanh lên cõi trời, mà muốn cho chúng sanh ở cõi người để đủ, để được tu hành hơn, nhiều hơn là để về cõi trời để hưởng ngũ dục, để rồi là cái quả của đời thứ ba. Thành ra là con hơi lùng tung lúng túng ở trong cái đoạn này là nếu mà đã tới cõi người thì là tốt hơn, tại sao mình phải là tiếp tục hộ niệm để kéo họ lên, để lên tráng, để lên về cõi trời, trong khi nếu mà họ trở về cõi người với là cái phước báo cõi trời đó thì họ càng dễ dàng tu hành hơn nữa. Thì con hơi thắc mắc cái chỗ này, mình có nên đưa người ta trở về cõi trời để mang cái quả đời thứ ba nếu mà họ hưởng ngũ dục hay không? Tại vì ở trong những cái đoạn mà sư phụ là phục nguyện á, thì khi mà mọi người á, là mình khai thị với mọi người á, là ở trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới vẫn còn là vô minh đọa lạc. Thì khi mà đưa mình cố gắng hộ niệm đưa về cõi trời á, thì có chẳng khác nào là mình là làm cho con đường họ xa hơn không sư phụ? Con muốn hỏi Chúa, xin sư phụ khai thị. Rồi, cảm ơn quý vị. Bây giờ tôi nói lấy ở Việt Nam là cho là cõi người, mình nói cho quý vị hiểu đi. Ở Hoa Kỳ này mình nói là sống đầy đủ như cõi trời, đúng không quý vị? Hai cái sự chênh lệch nó rõ ràng lắm. Thì bây giờ ai cũng biết, như ni sư Hạnh Đoan của tôi nói ở đó tu đi, ở Việt Nam ta cần em phải dịch kinh nhân quả, họ cần em làm những này kia. Thật ra ở Việt Nam nó cần những tỳ kheo ở lại để giảng pháp nhiều hơn, đúng không quý vị? Ở bên Mỹ này cũng cần, nhưng mà bên Mỹ này cái cộng đồng người Việt mình nó ít hơn, đúng không quý vị? Mà ở bên Việt Nam á, người khổ nhiều hay là người sướng nhiều? Người khổ nhiều, cho nên cần có cái tăng ni mở những bài pháp để hết khổ. Mà bây giờ quý vị thấy họ làm việc sai lầm thế này nè. Tất cả các cái pháp hội mà ở Việt Nam đó, hầu như là họ không có nặng về kinh điển nữa, mà họ giảng về tình yêu. Có không quý vị? Tình yêu trai gái. Rồi trong khi đó có một vị thầy đó, họ tôi thì giảng là mời tôi lại để mà đi đám cưới, tôi dứt khoát tôi không đi, kêu là họ hành thuận.
Tôi nó không có hành thuận gì hết, tại vì tôi biết rằng, tôi biết rõ ràng là hai đứa nó đang đi vào địa ngục, mà biểu tôi lại để chứng minh cho nó rồi lựa cho cái ngày tốt. Thí dụ lựa cho ngày tốt trong năm hạnh phúc đó, thì hai vợ chồng đó, mà thí dụ như nó sống với nhau đó, mà thí dụ như nó một năm nó bỏ nhau đó, thì nó đọa địa ngục có một năm à. Mà cầu cho nó 5 năm á, thì nó đọa địa ngục 5 năm. Mà cầu nó 10 năm á, thì đọa địa ngục 10 năm. Đúng không quý vị? Càng ở lâu là tạo nghiệp mà. Bảo lòng hai vợ chồng vui nhiều hay là khổ nhiều. Rồi ở một năm á, cầu nguyện cho nó không có đứa con á, thì nó thì buồn nhưng mà nó lại ít nghiệp hơn. Rồi mà cầu cho nó là không giàu của hay giàu con á, thì nó lại nghèo nữa. Càng nuôi con càng nghèo à. Cho nên tôi không có xen vào cái chuyện đó. Cho nên quý vị thấy rõ một cái điểm là Đức Phật không có chống cái chuyện cư sĩ. Nhưng mà bây giờ người tu sĩ có lực tỳ kheo cấm làm mai mối không con? Tụi con đọc lực tỳ kheo đi có mà cấm, không có làm mai làm mối. Nhưng mà giờ sư quốc danh là về cái là có bên đó, Việt kiều bên đó có, nên tôi giỡn làm mai làm mối giờ có. Chỉ có sư quốc danh tại có chữ kinh danh ở trong đó. Thì mới là kiếm mánh mông kiếm tiền, phải không? Cho nên bây giờ tôi hỏi vấn đề nãy chú Phong chú hỏi. Theo sư phụ thường giảng, trong kinh Đức Phật tán thán thân người khó gặp, chứ Đức Phật không tán thán thân cõi trời khó gặp. Mà bây giờ Bồ Tát Di Lặc đang ở cõi trời đấu xích đó, mà ngài tại sao ngài không ở trên đó rồi ngài hoằng pháp tới hồi đúng ngày giờ cái ngày bay cái xèo, ngài thông báo nhà trước đó cái ngài đứng trên bay, tại vì Đức Phật Thích Ca ngài đi lên cõi trời thuyết pháp được có quý vị. Khi mà ngài trở về và cõi địa cầu thì bắt đầu là thì sao con thiên dương vô trời đế thích, vô trời đau lợi hiện ra một cái cầu có quý vị, rồi hai bên chư thiên dưới này để thử đón. Thì bây giờ Bồ Tát Di Lặc con nói rồi, tới bây giờ đó là mạt pháp hết ca hết rồi, ta xuống khỏi Long Hoa. Thì ngài đi từ ở trên trời xuống đây khỏi cần chui vô trong nhà của ông tể tướng, rồi phải 9 tháng cô mang, rồi phải là khi bà vợ của ông tể tướng đi ra hái hoa là ngài nhảy ra từ đất Ica Phật Thích Ca làm chi, nó rắc rối vậy, đúng không quý vị? Rồi phải thấy nhàm chán rồi dạ từ đã ngôi vua. Ông Phật Thích Ca là siêu Bồ Tát hộ minh, tại sao hồi đó không đi thẳng ra mà chui vô? Phải hiện con voi sáu ngà chui vô trong cái bụng của bà Nha Hoa Hoàng Hậu khi bà đã lớn tuổi. Rồi lớn lên học bò, học lết, phải không? Học bắn cung, học rồi đủ thứ, rồi một thành một thái tử giỏi rồi lấy vợ. Rồi Đức Phật mình đó là lấy được công chúa Dạ Du Đà La gì ngày giỏi nhất đi mà, chứ phải giỡn đâu. Rồi sau khi lấy vợ rồi có cung điện mùa đông mùa hè mùa hạ, rồi chán nán cõi này mới đi tu cuối cùng thành Phật. Tại sao vậy? Thầy ra nếu mà quý vị thấy rõ ràng bây giờ đó, ở bên Mỹ khó tu hay dễ tu? Khó tu hơn, thấy là nó sướng hơn. Nhưng mà sướng là về vật chất. Bây giờ người Việt Nam mà có Việt kiều sức bọt thì cái người Việt kiều sướng hay là người Việt Nam sướng? Việt Nam sướng. Người Mỹ có ngủ trưa không? Việt kiều có ngủ trưa không? Không có. Việt kiều đâu sao có ngủ trưa, chỉ có ông có ngủ trưa à? Việt cộng mới ngủ trưa. Bây giờ tôi hỏi nè, Việt Giang, Việt cộng, Việt kiều, trong ba đứa đó đứa nào ngủ trưa? Việt cộng và Việt kiều là ngủ trưa, phải không? Việt cộng và Việt Giang là ngủ trưa, mà Việt kiều là đâu ngủ trưa được, phải không? Việt kiều là phải đi cài. Rồi bây giờ ba vị hòa thượng quốc dân, hòa thượng Việt Giang và hòa thượng quốc gia, hòa thượng nào ngủ trưa? Hòa thượng quốc dân này ngủ trưa, hòa thượng Việt gia cũng ngủ trưa, mà chỉ có hòa thượng Thông Lai này là không có ngủ trưa thôi. Thấy rõ chưa bác ngài? Tại sao vậy? Tại vì tôi gọi về, tôi mỗi lần tôi hỏi thăm mấy cái hòa thượng mà bậc tông trúc á, là mình gọi cái điện thoại reng nó, dạ hòa thượng đang ngủ trưa chỉ tịnh. Trời ơi, cả nước Việt Nam á đều ngủ trưa, đến nỗi ni sư Như Thủy chỉ tôi mà qua dạy cho mấy bà ni ở Indo có không, hỏi Hồng Đức. Tới giờ này nha, mấy em vô ngủ trưa hết đi. Trời ơi, Hồng Đức theo tôi 5 năm là trưa không có ngủ, đi làm cái này kia, chị dạy đệ tử tôi về có ngày tới giờ nó ngủ trưa hết mẹ rồi. Thành ra Hồng Đức đúng là mình dạy tôi đã nuôi cực khổ đủ thứ chuyện. Tôi chờ tới ngày tôi được khai thị ngộ nhập Phật trí kiến. Mà tôi dạy cái gì á, dạy cực khổ rất là khó. Mà dạy ngủ bị Hồng Đức lúc nãy ngủ hoài. Tôi nói thật, ni sư bắt tụi con đi ngủ có không? Tại sao vậy?
Tại vì đi sư là quen ở Việt Nam là phải ngủ trưa. Cái chuyện đó có thật đó. Hả? Rồi tôi hỏi quý vị, bà gọi bà mắng giống tôi. Kiểu bà nhìn, ê, thằng Lai, đẻ con cho nhiều hả? Là không dạy. Tôi nói dạy cái gì chị? Chị xuống dưới theo đứa nào biết lễ nghi vậy hết? Đi nhìn nhìn ngáo chạy lại là coi như chạy rồi cào đi sư vậy thôi chứ chả thấy đứa nào biết cái gì hết trời á. Ăn uống cũng không biết lực, rồi vô ngồi ở trong cũng chả biết cái gì hết trời á. Còn đi lên chánh điện á thì y áo móc còn mặc lộn xà màu hết trời á. Quái nghi không có, phép tắc không có, thế chi cho nhiều vậy, không dạy. Cái tôi nói chị dạy gì, chị dạy đủ thứ hết á, trong thường quá chị dạy mà không kịp còn kêu về chỗ Phước Quay dạy nữa. Lúc đó tôi mới nói chị ơi, tôi là tu tánh, chị là tu tướng, sở dĩ chị làm hư đệ tử tôi hết là sao vậy? Chị nhớ cái chuyện mà thiền sử chị có giảng hồi xưa đó, chị cũng có giảng mà tôi cũng có giảng. Có một cái ông thầy, ông mới nuôi một chú tiểu, thấy không? Ông nuôi một chú tiểu nhưng mà ông không có dạy hết trội đó. Hai thầy trò ở trên núi tu, tới giờ ăn cái là nó sắp sửa ăn nó tiểu. Nấu cơm con. Dạ nấu cơm. Hỏi sư phụ muốn ăn cái gì? Sư phụ muốn ba món. Vậy thôi. Thì nó nói tới bữa nay con làm bếp hả sư phụ? Nó đúng rồi. Ba món của chú tiểu đó là gì? Thứ nhất, lấy một cái nồi xuống dưới suối, hái một dĩa rau muống, luộc. Lấy cái rau muống cắm vô bỏ dĩa là rau muống luộc. Lấy một chút xíu chanh nặng vô chua chua là canh rau muống là món thứ hai. Món thứ ba xuống nhà bếp, nhà trù lấy một miếng muối bỏ vô, một miếng muối nữa là món thứ ba, với chén cơm nữa là món thứ tư, bốn món, phải không? Rồi nấu xong rồi đó, ông bà thượng ông mắt đang tụng kinh gì đó trên đó thì dưới này ăn luôn, nhào ăn trước không chờ gì hết trời, đúng không quý vị? Là đứa nhỏ này nó sống như vậy là cho tới nó năm 12 tuổi, rồi tới giờ đi ngủ thì ngủ trước thầy, phải không? Tới giờ 4 giờ lăng nghiêm á, thì 4 giờ thì ông già thường thường tuổi già thì chúng ta khó ngủ lắm. Ông bà thượng lên ông ngủ trước, ông lên tụng kinh trước. Và nó mình ông cái này nó ngủ cho đã tới tờ mà ông cũng không la gì hết trời đó, phải không? Quần áo thì y áo tới hồi vô nhà cầu treo trong đó dắt cũng không có dạy là vô đây là cái này là dơ quế mang tội, phải không? Rồi ngang ngang ngơ ngơ không có biết cái gì là đi ngang hậu pháp không dạy cúi đầu, phải không? Rồi Phật tử vô chùa mà lại Phật thì cũng trả lại là phải xin trụ trì trước, đúng không quý vị? Rồi coi như là không có biết nghi thức gì hết á. Bông bình bông phải là đông, đông là bình, tây là quả trà quả hương quả, không có biết dạy cái gì hết. Nuôi về chú tiểu mà mười mấy năm mà chỉ chua mỏ vô cũng không đành, muốn đánh lúc nào đánh nè, phải không? Muốn ngưng lúc nào ngưng đang trụng nửa chừng giống như bà Hồng Ân thôi nghỉ nha. Có không? Có Hồng Ân á, đang chủ lễ thôi giờ mình nghỉ nha, mệt nghỉ nha, mới tụng cái đệ thứ ba thôi mệt nghỉ. Đó dạy kiểu đó đó. Làm sao? Cái bữa đó cái ông sư bác ông ghé thăm coi nghe nói là ông này ông dạy đứa đệ tử ngon lành lắm. Thì vừa tới nơi bữa đó là cái ông sư phụ của ông này ông nói tôi, sư huynh ơi, sư bác qua đây giữ dùng cái đệ tử tôi bắt đi xuống dưới chợ dưới phố đó, tôi có một chuyện đi làm đám cho một cái người Phật tử ở trong làng. Ông nói dạ thì coi ông là thôi được rồi để tôi coi cho nó lớn rồi, nay nó 14 tuổi rồi mắc gì mà lo vậy. Lên tới nơi cái bắt đầu tới giờ ăn cơm thì nó cũng nấu cơm, cái nó ngồi nó vừa ăn nó vừa nói sư bác nè đổ trong cặp măng rê nó lấy ăn. Nó nói làm sao, ủa chứ làm sao cặp măng rê nó để đồ mũi á, tại vì tới phiên bữa nay đó là sư phụ tôi nấu ăn mà giọng đi thì ông phải vô nấu chứ, thấy không? Nói phần ngang bữa củi là cái ông này ông nổi bộ đề gai rồi, thấy không? Rồi ông nói thôi được rồi để tôi xuống tôi nấu. Xuống nấu rồi cái bình thường xuống hỏi vậy cái gạo đâu, nó có mắt là tự đi lấy á. Xuống cái tay cái ông nói sư phụ tôi không có chuyện đó nha, không có sai tôi à, phải không? Bây giờ ông còn tay còn chân chứ ông còn phải đâu phải ông què đâu mà bắt tôi nấu mà sai tôi nữa. Bắt đầu sai nó lên rồi, ông này ông mới nói bây giờ chứ sư phụ con dạy vậy nó đúng rồi, nó giờ đâu có dạy gì đâu, thì ăn là mạnh phim đứa tới phim đứa nào thì đứa nó nấu, phải không? Ổng thì biết nấu thì ổng làm ra là món kho, món xào, món chiên. Tôi không biết nấu, tôi chỉ việc lấy xuống dưới suối tôi hái rau tôi luộc,
là tôi làm món rau luộc, tôi bỏ miếng chanh vô là canh canh, rồi tôi miếng chút xíu về tôi làm ba món, còn ổng làm ba món, tôi cũng làm ba món, ổng kho xào chiên, tôi một miếng rau, tôi biết làm ba món, rau thì rau muống luộc, bỏ miếng chanh vô thành ra là canh rau muống, nặng chút xíu muối vô là chấm, lấy rau chấm rau muống là ba món. Ông nói nè, rồi đi ngủ sao mới dạ? Thì ai quả thưởng tôi dạy đối ăn khác ốm mình ngủ thì đứa nào ngủ buồn ngủ trước, đứa đó đi ngủ trước. Đã không cái gì? À, rồi sáng đứa nào về tụng lại nghiêm bây giờ thì đứa nào thức sớm đứa đó tụng. Ai làm chủ lễ? Đứa nào khỏe đứa đó làm chủ lễ. Rồi đến chuông mỏ sao hả? Gần cầm cái gì gần thì quýnh, gặp khánh quýnh khánh, gặp chuông quýnh chuông, gặp mỏ quýnh mỏ. Hả? Rồi đi trên hành sao? Và thượng nói thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ cũng là tu, thành ra tôi chọn cái môn pháp thương ghét không để lòng. Hả? Không sai rồi con. Bây giờ sư bác dạy là té ra là lâu nay tao nghe nói mày á chủng tử sâu dày, mới 2 tuổi có người đem bỏ trước cửa chùa, từ còn đó chỗ tới giờ tao biết thì tao đủ có giao cho vợ cho sư phụ mày nuôi, nuôi hư hỏng hết. Bây giờ mà sư phụ mày bắt đầu về tới cổng ha, mày phải mặc áo đàng hoàng, mày ra là mày chào nha, mày nhớ nha, chào sư phụ xong á là nhớ là vô bắt bếp nấu bình trà, rồi bắt đầu đứng hầu bên rồi cầm cái quạt đó, sư phụ quạt, rồi lấy một cái khăn nữa mình để đó để cho sư phụ lau mặt, đó là cái đầu tiên tiếp ông sư phụ. Nó con đâu có biết đâu, cái này lạ lạ nha, để con học. Xong rồi là sao ăn á thì mình phải dọn cơm hết rồi rồi mình mới thỉnh cho sư phụ, mà nhớ không được bới nhiều quá, không được bới ít quá. Bới nhiều quá sư phụ không có chỗ lắm được ăn, bới ít quá là sư phụ sẽ mất công đó, thì mình canh dừa rồi mình phải bưng đó, mình bưng cơm cho sư phụ xong xuôi hết rồi đó, sư phụ ăn xong rồi đó mình mới xin mình thỉnh lộc, cũng giống như nhiều ăn thỉnh lộc với sư phụ tương lai vậy đó. Giống như qua Hồng Đức chôn nguyên cái dĩa của thầy luôn. Dạ như vậy phép tắc lễ nghi rồi sáng này ông kia đi vừa về tới nơi lần đầu tiên thấy thằng đệ tử ra cửa đứng mặc áo đàng hoàng đó, y dạ hòa thượng đi đường xa mạnh giỏi cũng giờ bữa nay trời kỳ nó đi sinh ro rồi, vô tới nơi tự nhiên nó rót trà ra để đứng bên và con mời hòa thượng xin trà, lấy cái khăn lau mặt, rồi tới giờ ăn không dám ăn, nó ngồi nó chờ. Thì trong khi đó ông sư bác sư chú ngồi nói chuyện ăn nhiều cứ bới, mà hồi xưa đó là cái kiểu ăn kiểu thầy tự mình chơi tô, thì thầy cho ăn tô khỏi bới khỏe ra. Bây giờ đó cứ chén chút xíu là kiểu như làm dâu về quế đó, hiểu chưa? Chú kiểu thì cứ chạy lui, sư bác vừa làm chén thì bắt đầu mới bới xong tới sư phụ làm chén. Thì hồi đó đó thì cái tô ăn khỏe ra, bởi vì chúng mình ăn tô là vậy đó, bới riết hai đứa này nó đói phải không? À, thành do đó ăn lại cái lòng ông kia đi bụng về đứa nhỏ đói. Sau cùng ông bà thượng này mới nói trời ơi, ông dạy đệ tử như vậy y áo bây giờ hồi xưa giờ nó biết là đầu tiên á, nó đi vô trọng vô nó ra cầu nó lột ra rồi nó phải ăn xong nó mới ăn, ông thấy không? Ông dạy vậy, ông nói tôi á đúng về tánh đó, tôi dạy con tôi theo cái tánh Phật thôi, cái tướng thì nó có sai nó thôi biệt, nhưng mà tôi chờ tới cái lúc mà nó chín mùi rồi tôi chỉ cho nó cái quý hơn những cái này. Còn ông á, ông chỉ nó toàn là những cái chấp không à, cho nên mười mấy năm nay nó sắp ngộ đạo rồi, tôi chờ tới cái dịp mà tôi thử nó để cho nó lọt vào cái mà cái tánh của nó, mà ông vô tình ông dạy dạy nó như vậy hết. Thành là có nhiều người nói thầy chê thầy mà không có dạy đệ tử, không có dạy cho mấy bà này khó, nhưng mà thật ra không phải đâu. Thật ra đó cái quan trọng của thầy đó, là thầy muốn tụi con làm sao, tụi con biết ý của thầy là như thế nào. Sư phụ không chấp vào cái hình tướng, sư phụ để cho thoải mái. Nếu mà sư phụ chấp vào cái kinh luật, tụi con không có đủ tiêu chuẩn để thọ giới tỳ kheo, mà chấp vào những cái đó tụi con ở độ cuối cuộc đời hết rồi. Hả? Tụi thầy đã biết ra những cái gì, bây giờ bắt tụi con phải thuộc lăng nghiêm rồi tụi con mới thọ sa di. Thì tại sao phải thuộc lăng nghiêm vậy, mà trong khi bây giờ có sách để cũng cầm, phải không quý vị? Rồi bây giờ đó có nhiều người nói thì thông ra dỗn tụng lông nghiêm giờ còn đọc tính. Ủa đúng rồi, nếu mà tôi mà tu theo cái tướng đó, thì tôi phải ráng, tôi phải móc cái đầu tôi ra để mà tôi tụng kinh, thì nó khổ vậy, tại vì hấp dẫn, đúng không quý vị? Hấp dẫn. Ủa
diễn tụng thổ cái không thổ không quan trọng, bây giờ có kinh sẵn nè. Hồi xưa nguyên cái chùa đó có một hai quyển kinh hả, thành ra không có nhiều, thành ra là không có cho bắt chú tiểu phải thuộc. Bây giờ hả, có đầy đủ thì tại sao phải khổ vậy, là ta tụng thành ra tôi thoải mái hơn. Bây giờ giả sử như tôi mà ham khen á, kẹt vào lời chê tiếng chê đó, thì tôi phải ráng không, tôi phải đọc. Mà thay vì cái thời gian đó để tôi soạn bài, tôi dẫn pháp hay hơn, tôi chưa đứng được tụng, miễn là tôi dẫn rào rào là được rồi, tại sao mà tôi kẹt. Mà quý vị biết cái lăng nghiêm này đó, thuộc thì đứng ở dưới tụng, nhưng mà chủ lễ đó, tôi mà chỉ cần tôi sơ xích một chữ á, tôi cà lâm cái dưới này trật hết trời. Cho nên người chủ lễ thuộc cách mấy vẫn phải cầm bổn, cái đó là cái quy tắc. Tại sao vậy? Chư thiên họ đang đứng, cái lời thần chú này tụng ra đó là hằng hà hà sa kim cang bất tức quỳ, không thấy đâu. Họ đứng đây ở trong này để mà họ, cái tiếng đó là cái tiếng phạm âm, tiếng của Đức Phật, tiếng cõi trời phạm thiên. Họ xuống họ đang enjoy, anh enjoy cái này. Ví dụ như mình đang tụng vậy đó mà mình nói cà lâm là coi như là họ nổi sân liền. Do đó quý vị không có thấy đâu, thành ra đối với thầy đó, tại vì thầy đâu có khen đâu, ông nói ông tụng dở, tôi có gì giỏi đâu mà tôi dở mấy ông khen hả, tôi không có gì giỏi hết á, tôi chỉ có chữ gì cộng giỏi à, có ai chữ gì cộng tôi không, tôi cái đó tôi phải công nhận, nhưng không có gì tôi cũng dở hả. Cho nên đối với thầy đó, bây giờ tôi trở lại vấn đề nè, tôi còn để ý cái điểm này. Trở lại vấn đề của ông Phong, nếu mà cái người đó mà họ như sư phụ nè, trong cái đoạn kinh này, kiếp sau xin được làm người, mà con á, mà con hộ niệm cho ông Thể Định mà ông nói kiếp sau xin được làm người là ông nổi điên liền, tại vì ông ngã mạn lắm hả, ông phải về cõi trật của Phật chứ, sao mà tu dỗi vậy. Nhưng mà thân người khó gặp lắm. Vì tin đi thầy, thầy đừng, tôi nói ổng có là đệ tử tôi mà, tôi đặt tên cho ổng thì tôi có quyền nói chứ, tại vì lâu nay là tôi biết hết, ổng nói là ổng đòi sửa kinh, ổng bây giờ phải theo Thích Nhật Từ mới được. Có nhiều lúc ổng đòi sửa kinh cái gì có thể không, thế ổng thầy định đòi sửa kinh đó, sai không có sai gì. Tôi thì tại đây cái đoạn này tôi hay quá à, kiếm sao xin được làm người là đúng với ý tôi rồi đó. Nhưng mà quên rằng cõi người này dạy tu rồi sao, thọ mạng ngắn ngủi, trăm năm nó ngắn, trăm năm ở đây bằng có hai ngày cõi trời thiên dương, bằng có một ngày đâu lợi, có phải đổi không quý vị. Còn tôi hỏi quý vị nha, mình lên cõi trời đâu lợi, thí dụ như mình lên cõi trời thiên dương 50 năm đó, thì quý vị thôi với chỗ lời người này nè, và một người tôi nói nha, tôi nguyện ở lại đây và tôi không lên cõi trời đau lợi, nhưng mà ngược lại đó, không đứt lên cõi trời đau lợi, thấy không? Hay là bây giờ cùng một vị bạn tôi, tôi có một vị bạn huynh đệ cùng đạo cùng với tôi đi ha, thì người đó nguyện lên cõi trời đau lợi, và cái rồi bạn mấy anh thầy thì nguyện lên cõi trời đấu sức đi, lên cõi trời đấu sức đi có Phật, thì tụi mấy ông tăng thì tôi nghĩ không đến cõi trời đau lợi. Bây giờ tôi nói người thế gian thôi, người thế gian cho nó dễ. Ở trong này vậy, chú Phong thì chú muốn làm người cõi trời hay là muốn làm người? Chú ở cõi người, ok. Và một người nữa là chú Tỷ, chú muốn lên cõi, hai người đều xuất gia giao duyên hết, còn muốn lên cõi trời tứ thiên, ai cõi trời của Phật Di Lặc, thấy không? Thì mình hai ông thứ nói để cho ông này lên cõi trời thôi, nói cõi trời đau lợi thôi, là một ngày một đi 100 năm, chứ đừng nói là cõi Phật đi, không nói cõi trời tứ thiên dương. Cùng là xuất gia giao duyên, ông Phong cũng phải là xuất gia giao duyên, ông Tệ Ý cũng xuất gia giao duyên, chưa chính thức là tỳ kheo. Và khi chết thầy hộ niệm, à, tại vì thầy nguyện sống tới 120 tuổi lần nha, thầy hộ niệm chịu không, tôi sống tới 120 tuổi, cho nên tôi hộ niệm, thì ông Phong ông sẽ tái sanh lại, ông nắm ngực ông tái sanh lại làm người, thì ông mất 49 ngày để tìm cha mẹ, tìm 49 ngày, phải không? 49 ngày và ông tái sinh vô, ông tái sinh vô mà cái tâm nguyện của ông á là ông xin nguyện cho cái gia đình nào mà có Phật pháp chắc chắn và gia đình thương yêu hòa thuận, ông nói cho mà đừng có cản trở ông đi tu, mà ông nguyện ông không lấy vợ, ông ra để mà ông đem kinh, ông sẽ hoặc đem Bộ Địa Tạng này
ông đem Lăng Nghiêm nè, những cái gì mà tu truyền ông sẽ đem ngầm phát cái tâm niệm đó, ông muốn mà muốn thiện, nhưng mà ông thể ý này ông sẽ lên cõi trời Đau Lợi. Thì bắt đầu ông để ý này chết cái là đến cõi trời Đau Lợi là đi vào cái gì, cái gì quá sanh. Thì đùng một cái vừa dứt cái thời đó tôi rờ tôi nóng, ông không nóng lên ngực tôi nên được tụng nữa, không tụng thêm 4 tiếng tôi nói không, 4 tiếng ông không thấy lên cõi trời. Thì ông cũng giống như chiếc tàu Việt Nam thương tích, ông có quay trở lại à, lên trở lại muốn xuống thôi để đi có người. Thầy mới nói nè Phong, con nhớ cái bài kinh Lăng Nghiêm mà bây giờ sư phụ nó hả, kiếp sau sinh được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu, dắt dìu nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín, hạnh từ xuất gia, tức là con đi xuất gia lại phục vụ chúng sanh, chứ không phải xuất gia vì lợi lạc anh trên người trước, phải không? Lục căn tam nghiệp thượng hòa, tức là lục căn đầy ngủ đầy đủ, tam nghiệp thân khẩu ý là thượng hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân, tức là không có chạy bị gì tài sắc hết rồi, một lòng tấn đạo nghiêm thân, giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lãnh xa. Tu mà giữ gìn giới lợi kêu là phạm hạnh nghiệp trần lãnh xa, giữ gì nữa, oai nghi phong độ chối là lòng từ hộ mạng, trước là độ sanh, tức là con tu ở đây còn gì cái tâm từ, ai chửi con không dùng vũ khí mà con dùng cái tâm từ để hộ mạng, trước là vị sanh, tức là dùng tâm từ này để độ sanh. Lại thêm đầy đủ duyên lành, bao nhiêu cái nghiệp chướng vô lượng kiếp gì nó biến thành hư không. Bồ đề nguyện kết một lòng, đài sen Bát Nhã chân tâm hiện tiền, tức là con chứng ngộ được kinh Pháp Hoa và con ngộ được kinh Bát Nhã, phải không? Rồi gì nữa, nhờ công tu tập tinh chuyên, đại thừa liễu nghĩa chứng truyền chân tâm, tức là con đó ngồi lên đây con khai thể ngộ nhập Phật trí kiến cho chúng sanh. Rồi gì nữa, thoát hoài kiếp ải trầm luân, rồi lúc đó con hoàn khai lục đạo, độ sanh cứu người, pháp tràng diễn khắp nơi nơi, lúc đó con lại mở làng chỗ này làng chỗ kia điểm hội, pháp tràng diễn khắp nơi nơi, lưới nghi phá hết, trong hoài sạch không, thân con cũng sạch, thân tước cũng sạch, mà tâm tánh cũng thanh tịnh, tà ma hàng phục đến cùng, con cũng tiếp tục đấu với sự quốc danh, không đầu hàng, phải không? Rồi truyền đăng Phật Pháp nói dòng vô chung, con vẫn tiếp tục mở cái youth center giống như sư phụ để mà truyền đăng Phật Pháp nói dòng không? Rồi gì? Không, gì nữa? Hả? Rất nhiều nhờ bậc minh sư gặp cỡ như Hòa Thượng Thiên Hóa gì nữa? Rồi gì nữa? Ngừng ở đó là tôi có lại đi lại rồi, tôi có đi ngược lại rồi, đi lại rồi, vẫn làm thật sự mười phương, không gì lao nhọc. Tức là vô đây mấy lúc đó là mấy cái nhà này nó mục hết là con phải làm lại từ đầu, ống nước đồ bể hết rồi, lúc đó là bể bạch là phải làm lại nữa, cũng giống như thầy vậy, không gì lao nhọc nản đường trước chiên, bao nhiêu diệu pháp thâm nguyên thải điều thông đạt siêu nhiên độ mình, độ cho mình rồi đem khắp độ chúng sanh, chứng nên Phật quả hoàn thành pháp thân, có phải là chính pháp thân là chỗ mà bản thân mình tùy cơ ứng biến cõi trần, phân thân vô số độ dần chúng sanh, tức là không có bao giờ mà giờ một chúng sanh quả Phật chưa thành không có quyền không chứng ngôi sanh nước bà. Thì con ngang với ngài A Nan nhà đi tại cái gì nói lời, bởi vì nước từ á, nước từ rưới khắp nhân thiên, con rưới độ cho cái người trần và độ luôn cả người có thiên nữa nè. Rồi gì nữa, mênh mông bể hận lời quyền độ tha, tức là lúc đó là cộng sản nó sụp rồi, toàn bộ tụi nó sụp sửa bị đem bắn hết. Thì con lúc đó là con mang cái dòng pháp của sư phụ ra nói này, hình tượng Thọ Thông Lai này nói nè, đứa nào mà nó hứa nó bỏ đảng cộng sản bây giờ nó tha cho nó đi con, thấy không, là mênh mông bể hận lúc là dân nó chuẩn bị đem chặt đầu đó, lời quyền độ tha, tha thứ cho tụi nó đi con, đừng đi vào cái trại cái tàu nữa con, ngưng theo Hoa Kỳ sau cuộc chiến đệ nhị mà đội quân miền Bắc và miền Nam thắng nhau đối xử như thằng, phải không, à, mênh mông bể hận lời quyền độ tha rồi khắp rồi gì nữa, khắp quả thế giới gần xa rồi gì nữa, diễn dương diễn pháp trước là hiện thân, những nơi khổ thú trầm lưng lúc đó là không ở đây nữa, về những cái dùng dụng mà nó bị Phật mua xa tàn phá đó, rồi gì nữa, hào quang chiếu diệu hiện thân trúc lệnh, lúc đó chỉ cần nghe tới thấy dạng nghe danh của mình là thấy họ đang đau khổ, mà về mình dám thấy mặt mình nói là coi người ta vui rồi, thì như vậy là người như vậy là sướng không. Trời ơi, bây giờ rồi đó, đầu khi ông thể ý này lên cõi trời, thì như vậy ông này ông về trong vòng 100 năm, ông Phong sẽ sống 100 năm, nhưng mà đổ rất nhiều, đổ rất bộ sanh, đổ trữ rất nhiều, giảng người ta nghe, lúc đó Việt Nam quy y ào ào,
ông Không là sẽ về mở lại chùa Hoằng Pháp, mở lại những cái lớp mà xây dựng quê hương, phải không? Tại vì ông thầy Chân Tín cũng chết rồi, làm gì sống tới đời đó nữa, ông tái sinh ra lại là mấy người chết hết rồi, không còn gì nữa hết. Ông Thích Nhật Từ cũng chết rồi, tại vì con nghĩ con giờ mà con chết con chui ra mà con lê con lòng và cỡ là con chết hết rồi. Thành ra là còn ông này lên trở nè, là đầu tiên đó là bước lên cái đứng vậy ha, cái gặp mấy cái cô cái quắc mắt vậy, này là đa hệ giống dưỡng không vậy? Dạ không có, cái thưa hoàng tử, ở trên này là toàn là nam và nữ rõ ràng chứ không có đa hệ. Tôi sợ lắm, tại vì tôi mới vô tu thiền tương lai có thấy cái ông tướng quốc trình ông đá luôn nghe không? Thì con lên đó là con sẽ được đón vào một cái xe trời, lúc đó cõi trời Đau Lợi đó sẽ xuống mời nó vào mời ngài. Dạ. Ngài đã có công tu hành giao duyên từ bên Úc qua, bây giờ mời ngài lên. Tại vì có một cung điện trên đó thì ông Thâm Thị Ý này lên đó. Bắt đầu đi vô thì thấy trong đó là có 1000 cô thiên nữ đẹp lắm đứng ra, và bắt đầu có cái ngai vàng thiệt lớn mời ngài lên ngồi. Hỏi ai vậy? Nó là có một ông trời, ông ở cái cung này nhưng mà ông hết phước rồi, qua ông héo và ông không có tu hành, tại vì ông hưởng dụng hết phước rồi cho nên ông xuống. Ông lúc đó thì hỏi, ủa sao trên này thấy trời nữ nhiều quá mà không có trời nam? Con sẽ hỏi vậy, chắc chắn con phải hỏi vậy đúng không? Dạ. chẳng hay là trên này có mình tự ý ở hay là nó dạ, chúng em đều thuộc về ngài hết. Cái này ông này ông hiền lắm, ông thắc mắc vậy, như vậy là quý vị đều là vợ của tôi, đừng có kêu, phải kêu là vợ của Trẩm. Bữa nay mà Trẩm ra chiếu chỉ gì là các em là coi như là phụng chỉ lắm ơn. Hiểu chưa? Ở trên đó rồi đó thì bây giờ 1000 bà vợ nha, thì thầy nói cho con nghe, thì hỏi tại sao mà người nhiều quá, thì lúc đó cái cô đó dạ chẳng thưa gì là thiên chủ, nói chuyện của trời đàng hoàng, thưa thiên chủ, tại vì thiên chủ đã từng dự pháp hội của sư phụ Thích Thông Lai, phải không? Người nữ dự nhiều hay người nam dự nhiều thì nghĩ nữ, thì nói thì không trả lời là đó, thấy không? Sao vậy, nhớ mặt em không? Em là ai? Dạ em làm ba nhà bếp á. Em là Mai đó, sao vậy đẹp dữ vậy? Tại vì mình lên đây mình đổi sắc phàm. Cái một người nữa là chào, thì nhớ em là ai không? Thì ốm tôi không nhớ, mình đẹp quá vậy. Em là Từ Hương đó, ông trời ơi. Sao Từ Hương lại còn mập, đừng kêu bằng cô. Bây giờ ngài đó là cung chủ của cung trời này. Cái lúc đó tối đó ngủ, sao không ngủ vậy? Ông nói tại vì cái nghiệp của em là em ngái nhiều lắm. Thành sư lên cõi trời này đó, anh nguyện cho em á là làm cái loại nào không ngái chư thiên không bao giờ ngủ. Từ Hương gì bị bà con ngái, bà con cùng lên quá, thành Từ Hương nó giái Hòa Thượng Tiêu Hóa cho con xin cái loại người nào đừng có ngái chư thiên không ngủ. Nè, cho nên Từ Thiên không có, Từ Hương không có ngái nữa. Thành mà hiểu chưa? Rồi cái tự nhiên đi chút xíu ra kia, cái tự nhiên thấy nó bà tiên bây giờ múa kẻo vậy. Ê, thì nghĩ hỏi của sao cô múa, cô không muốn đi giờ tiền cái nghiệp lúc còn ở dưới thế gian. Vậy xin hỏi cái câu tiên nói, trời cung chủ quên em hả? Ai vậy? Em là Diệu Pháp đây. Thấy Diệu Pháp múa không? Ê, ông thì ý đâu kìa, không được đâu. Tại vì á, chú Thái với tôi là bạn đồng sư huynh đó. Hồi đó ông Thái này đó, có thấy không? Tay chân ông run run, ông bệnh đồng chết rồi. Thành ra ông đang ở dưới á. Ông đang ở dưới tại sao vậy? Ông thương cả tơ, ông chịu đi. Thành ra ở trên này rồi có vậy, ông hỏi về tôi có phạm với tại giám đấu có, ngày bây giờ ngày lên đây. Đó. Thấy chưa, thấy câu chuyện là múa rồi đó là Diệu Pháp. Thành ra sau khi hưởng rồi đó, là con bây giờ mà lên làm sao, nó giờ đi dẫn đi chơi nha. Ở trên này nó có ba cung trời ha. Hồi đó mà ông bên Úc hôm qua là ông đi vòng vòng chưa đi đâu hết, tội nghiệp quá, thấy thật khảo quá. Thôi bây giờ em dẫn anh đi, bắt đầu mấy cô này. Thì bây giờ 1000 bà vợ nói giờ ai đây, bầu ai về thì nghĩ nó ai giờ. Bây giờ mỗi cô dẫn đi một ngày.
được không? 1000 ngày trên đó là dưới này bao nhiêu rồi hả? 1 ngày 1 đêm ở trên đó là 100 năm dưới này, hiểu chưa quý vị? Cho nên ý này, ông Phong ông cứ chết đi chết lại là ông độ vô dần chúng sanh, mà ông này trên đó mới đi tới bà vợ thứ năm mà. Hiểu chưa? Cái quả đó sống lâu quá. Bây giờ quý vị nhớ coi nha, 1 ngày 1 đêm của trời Đau Lợi là 100 năm này ha, mà họ sống 1000 tuổi, quý vị nhân là bao nhiêu tuổi? Lấy 1000 nhân cho 100 nhân cho 365 ngày, nhân bao nhiêu triệu năm hả? Cái quả đó họ sống quá lâu đi rồi. Trên đó là thiện ý nói nha, tôi muốn đi tu, tôi muốn nhiều vợ, mà tại sao tôi tu lên đây? Nó thì nói những cái phước ông như vậy thôi. Thì bây giờ sao? Không có tu được, giảng đời là bên mong bị khổ, không có đâu. Họ không có khổ, nhưng mà 1000 bà vợ thầy hỏi con đó, rồi trong đó vài bà hết phước rớt xuống, con có biết bà nào rớt không hả? Không nhớ. Còn bây giờ Thái mà mất cái gì pháp rồi nó biết liền. Một ngàn bà vợ mà bà có đi ra chỗ khác, bà đi tư tình, con có bắt được không? Chỉ cần 800 bà ở lại, 200 bà đi ngoại tình, con bắt được không? Con không bắt được nữa. Cho nên lên cõi trời Phật không có tháng tháng, hiểu chưa? Còn giảng khổ có khổ gì đâu, phải không? Tại vì trên đó họ muốn qua là tự nhiên cái tâm mình biến qua là qua rồi. Ăn đồ ăn á, cái ăn lần đầu tiên con lên cõi trời, tại vì lâu đó mà lúc đó con trong một trạng thái một cậu con trai 17 tuổi, 16 tuổi, đẹp không? Thì nghĩ ra đẹp trai rồi, hồi sáng này siêu quốc danh mà còn chọn con chứ không chọn tư đó. Mà lên cõi trời đẹp nữa, phải không? À, thì như vậy là con nghĩ sao? Khổ lắm, thấy không? Nó cho đó là những cái mà cõi trời đó, là nó lâu quá đi, trong khi người dưới này mình làm được bao nhiêu việc, phải đời vô thường trên đó không có bệnh. Rồi cái ông tỷ nó vậy, trên này có làng Di Đà, đây đâu có ai bệnh đâu làng Di Đà, phải không? Trên này có bằng lái xe không có, không? Muốn là nó hiện ra. Thành ra từ chỗ đó quý vị hưởng hết phước rồi rớt xuống, không có biết được. Cũng như ông trời Đế Thích đang ngồi trong đó mà cái bà vợ đi hái hoa để đeo, vô đeo cho ông, mà bà rớt xuống thành sao vệ, rồi bà lấy chồng, rồi bà sanh được 5 đứa con, chồng bà đi chinh chiến, rồi sau khi đó bà cả cúng ngạ năng, bà chồng hội đổi với chồng bà trở về. Mà vô trời Đế Thích nó sáng giờ sao thấy em đi đâu, nó dạ em hết phước, em kia lộn, nó hái hoa, em đòi bạn đà la màu trắng, mẹ kia đòi mẹ đồ hoa màu vàng, hai đứa gây nhau, hết phước rớt xuống, rớt xuống thành sao vệ. Ở dưới nó sống bao lâu mà em lên? Nó dạ dưới thì em tới 16 tuổi được má em gả chồng, lấy một cái ông đó động đi lính vô Ba Tiên Nặng. Rồi bây giờ em bao nhiêu tuổi? Dạ từ 16 tuổi ha, lấy anh từ thở 15 đến năm 18, đã em đã 5 con, lấy anh từ thở 13 chứ, phải không? Cho nên như vậy đó, ông trời ơi, rồi người nó ngắn vậy, tức là có buổi sáng thôi mà bà này xuống đây rồi lấy chồng rồi đẻ được 5 đứa con rồi. Rồi bây giờ cầu nguyện để chờ gặp lại ông trời Đế Thích, mỗi gì thế mà bây giờ mình không có tình nghĩa gì hết á. Rồi trên đó là tại sao Phật khuyên mình không nên về cõi trời. Ông này ông lên ông đâu có chuyển vô bụng 9 tháng 10 ngày đâu quý vị. Ông quá sanh trong chuyện, giống như quý vị thấy trong Kinh Pháp Hoa đó, Ngài Bồ Tát nó tự nhiên đốt than cứu Phật rồi, cái hiện ra là nguyên một cái bà cung nữ vậy đó, họ đang lấy về tiền con bay lên cõi trời, con vô nó không có qua, không có cha mẹ. Mà con ngồi á, con bay lên thì con sẽ ngồi lên cái đùi của một cái bà tiên nữ, mà bên con trai thì bên trái, con gái bên phải vậy thôi. À, như vậy là con không, thì như vậy đó, bởi vậy cái tại sao mà người cha thương con ít hơn người mẹ? Tại vì người mẹ cho con nằm trong bụng 9 tháng, còn người cha đó thì cho mượn cái máu xương thôi, thành ra người cha có thương mà thương không thể nào bằng mẹ được. Mà người con mà thương mẹ thì thương mẹ nhiều hơn cha. Tại vì mình nằm trong bụng mẹ mình 9 tháng, từ đó cái con nó sinh rất là gần gũi. Cho nên Đức Phật nói ở trên này giảng hiếu đạo thì hiếu, mình thấy mình thương, mình cảm động. Cho nên một ngày một đêm tu ở cõi này bằng cõi trời trung 100 năm. Tại sao? Cúng qua hả? Xè ra cái qua có đi cúng, không có công đức gì hết. Còn đây muốn cúng qua phải đi trồng, phải đi tỉa như thầy đó.
Ở đây trước hết phải trồng, phải tưới cả tháng trời, phải không cô Hồng Đạt? Rồi tiễn chọn rồi đặt vô thì có cái công, nó có cái đức, phải không? Còn đây cái kia nó biến quá hết, cho nên thọ mạng quá dài lâu là cái nạn, cái nạn. Ở đây là Đức Phật giảng vô thường khổ không vô ngã, phải không? Bây giờ ở Việt Nam tu nhiều không quý vị? Họ tu rất là nhiều. Tại sao vậy? Vì khổ. Cho nên Đức Phật cũng đã nói rằng một ngày một đêm cô tu ở cõi này, trong kinh niệm Phật bao là bằng 100 năm để cõi cực lạc có quý vị? Sướng quá. Nhưng mà ngược lại cõi cực lạc họ không có rớt xuống. Họ cứ tu tà tà. Quý vị có thấy không? Họ cứ tu tà tà như vậy. Ở trên đó chỉ có thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh là họ mới bình thường chứ. Còn cái dân mà đối nghiệp dẫn sanh, quý vị coi trong cái mà Tây Du Ký đó, họ làm đẹp vậy đó. Nhưng bắt đầu thì họ nhớ tới, họ đang nhớ tới cái gì, nhớ trong cái cuốn đó không? Trong cái cuốn mà Tây Du Ký đó, tự nhiên thấy một cái cảnh ăn chơi nhậu nhẹt tùm lum tà la. Đang thấy cái cảnh đó thì lúc đó quý vị nhớ cái ông nhà Pháp Sư Phan Tĩnh đó, ngày năm 1967 ngài ngồi thiền ở trong cái hang động. Thời đó là thời của Mao Trạch Đông, cách mạng văn hóa. Và sau đó ngài Đức Quan Âm dẫn đi lên cõi cực lạc. Mà quý vị thấy tôi tin chúng là tại sao tôi nói là tôi tin? Tại vì phải tụng chú Lăng Nghiêm. Cái đó là mới đúng. Còn nếu mà nói là phải là ngồi thức hồn này kia là tôi biết là tà. Tại vì tụng chú Lăng Nghiêm đi mới đi lên cái cõi đó. Thì mới thấy rõ không? Rồi lên cõi cực lạc hạ phẩm hạ sanh thì ngài nói, ủa tự nhiên thấy đứa một cái đứa con gái nó thiệt và đẹp. Đó là ngồi đó có tự nhiên hiện ra một cái sư cô ngồi khóc lan này kia. Cái ngài mới hỏi đó, ngài Phan Tịnh mới hỏi Đức Quan Âm, tại sao trên này nó hết phiền não mà còn vậy? Ngài nó không phải đâu. Thì Quan Âm lại cái bà sư cô kia giật mình, cái biến thành cô bé 16 tuổi, hỏi sao vậy? Đức Quan Âm nói cái cô sư cô này nguyên là một cái người thất tình rồi đi tự tử chết, nhưng mà cô này đó giờ chót được một cái vị sư bà giải thích thì bây giờ gửi cho Đức Quan Âm ngay ngày cô này giờ chót được niệm được mấy danh hiệu Quan Âm á, 10 niệm á, thành nó đưa về đới nghiệp vãng sanh. Nhưng mà còn cái nghiệp mỗi lần nhớ lại cái chuyện tình ái thì lại là mất hào quang rồi lại là ở đó. Nhưng mà lò há mà gặp ta mỗi bởi đây ta mỗi một ngày có cử một vị Bồ Tát là giảm thì bắt đầu là mở lên lại rồi cái cảnh mà tự nhiên đi ngang thấy cảnh một nhà giàu thiệt giàu là ăn nhậu tùm lum tà la. Thì lúc đó cái vị Phan Tịnh Pháp Sư mới hỏi cái Đức Quan Âm dẫn đi, hỏi tại sao chỗ này mà có ăn nhậu. Rồi nó cái đó là huyễn cảnh, tại cõi này còn quá xanh. Ông này nguyên là một viên hoại lớn lắm ở bên Tàu ông chết rồi, nhưng mà ông niệm Phật, ông lại được hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà ông có cái tánh là ưa chơi bằng hữu nhậu nhẹt, nên bây giờ ông lên đây ông chưa có kiến tấm. Ông chỉ có cái là ông niệm Phật thiết và ông lên đây kêu là hạ phẩm hạ sanh là mang thêm nghiệp. Thì lâu lâu ông buồn á, ông ngồi ông nhớ lại tới cái ăn nhậu thì cái kiện hiển ra, nó hiện ra rồi. Nhưng mà khi nào ta lỡ đi dẫn pháp, ông thấy ta mắc cỡ cái hiện mới biến hiện ra là một cậu bé 16 tuổi. Thành ra nhưng mà tu kiểu đó là vậy đó, kêu là đới nghiệp, lên đó vẫn có nghiệp. Rồi trên đó có những cái hoa sen, đi qua những cái hoa sen tự nhiên cái hoa nó héo xuống vậy. Hỏi tại sao cái hoa héo và có hoa tươi, nói là cái hoa này đó là của một cái vị tu tịnh độ. Nhưng mà hỏi sao giờ héo vậy? Tu rất là tinh tấn ở chùa Hoằng Pháp á, thấy không? Sao lại có mấy trăm cái ngàn cái hoa sen cũng héo vậy? Nói đây là những đứa bé niệm Phật ở chùa Hoằng Pháp là nó hoa nó nở rồi. Mấy đứa này nó tu Phật thất dữ lắm. Tại vì không nhớ không, hồi đó ngày chân tính sợ sao ngày mở pháp môn, ngày đi qua một nước đó ngày thấy người ta mở Phật thất, ngày ước ao gì tại cái chùa Hóc Môn này có mở quả Phật thất, có cái chuyện đó có không? Ngày mới mở ra và hàng ngày cho mấy đứa nhỏ niệm. Nhưng mà qua héo này do là Thích Nhật Từ nó không có tịnh độ. Thằng này người ta thối tâm và qua héo hết trội. Cái tự nhiên đi chút lại cái thì nó, ủa sao sáng giờ nó tươi lại? Dạ tại nhờ tên Thích Thông Lai. Thông Lai đó là có Phật Di Đà, có địa ngục, nên bây giờ mấy đứa nhỏ trong chùa Hoằng Pháp đó, nó phát tâm trở lại, thành nó bây giờ qua tươi trở lại rồi. Hiểu chưa? Nhớ nha. Tại vì việc làm của thầy là giúp cho những đó hoa sen á ở trên nó nở, phải không? Cho nên đó là rõ ràng thầy nói trong kinh đó, nó là như vậy đó. Kinh có nói hả, mình tu thì có cái hoa, mà hả, mình càng tu thì hoa càng tỏ hơn, càng tỏ càng lớn, nó chờ đó, nó đón mình. Mà nó nhỏ 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 nó lớn lên, nó dương lên thì nó lên từ mình, mình từ từ mình cái lên đó. Còn nếu mà mình thối tâm á, mình gục xuống, đó là lời Phật không hư vọng đâu nha.
Cho nên á, việc làm của thầy là thầy có rõ. Bây giờ tôi tóm lại một cái này thôi. À, tôi sẽ hỏi quý vị vấn đề này. Chuyện ông Nhật Từ đó là tại vì ông làm việc theo cái kế hoạch của Diệp Cộng. Tôi phân tích quý vị thế đó. Chùa Hoằng Pháp, thầy Chân Tính là thầy tự nhiên biết rằng là chính ông nói nè. Nhớ là một cái đoạn lâu rồi, mười mấy năm ông đi đâu đó, rồi ông thấy người ta tổ chức Phật Thất, đi qua Đài Loan, ngài đi qua đó, ngài đi tham quan cái Phật giáo Đài Loan, đi một phái đoàn, ngài thấy người ta tổ chức niệm Phật quá hay, cho nên ngài ông ước làm sao ngài cũng làm được đầu thầy niệm Phật. Có cái chuyện đó không cô? Tôi nhớ lâu lâu tôi có nghe cái băng đó. Dạ. Yeah. Mơ ước đó, ngày về ngày mới bắt đầu men nhóm để lập ra cái chùa Hoằng Pháp. Chùa Hoằng Pháp lúc đầu là nhỏ lắm nha quý vị, nhưng mà do công đức niệm Phật, quý vị thấy y báo chánh báo không? Chùa Hoằng Pháp sau này rực rỡ, 200-300 người, mấy ngàn người. Mà quý vị thấy cái lò nấu ăn của chùa Hoằng Pháp, mình coi trong phim mình thấy sợ họ hấp không à? Họ đổ, họ hấp từng ngăn mà họ ra rất là nhiều, chứ không phải nấu gì mình đâu. Từng ngăn á, hấp hơi nước không. Thì bây giờ đó, Diệp Cộng nó đã là, lúc đó là nó đang tính là không ngờ là làm cho thấy là có tự do tôn giáo. Lớn quá, nó ao cũng control. Và giống như lâu nay người ta cứ thắc mắc hoài, không biết tại sao chùa Hoằng Pháp tự nhiên bây giờ là không còn mở Phật Thất mà qua chương trình ca nhạc. Mà những vị thầy mà giảng tịnh độ đó, chính thầy Chân Tính là cái người đi mơ ước thấy như bên Đài Loan họ niệm Phật mà mở, tại sao thì ổng là không lý nào mà. Lúc ban đầu ổng đã thành công là không có lý nào chương trình Phật Pháp như màu được dẹp, nhưng mà ở nằm trong tay đảng thì đảng đều không được. Tại vì mỗi một phát tu 5.000 đứa nhỏ ngây thơ mà áo tràng, ngồi say mê nghe Đại Đức Thích Thiện Thực giảng bóng mây, giảng cho hiếu đạo, thì sau này biểu giết mẹ làm sao nó giết được ấy. Rồi giảng hả, không được trộm cướp, những cái nhân quả trộm cướp thì làm sao sau này những đứa này mà nó đối tượng đảng, đối tượng đoàn, nó vô đảng, rồi nó làm công an, rồi nó đi đánh dân, nó đi tịch thu nhà cửa, nó đi cướp đất, làm sao nó làm được? Rồi làm sao những đứa này sau này mà nó tà dâm, rồi sao đứa này nó uống rượu được, nó không ăn nhậu thì làm sao mà nó tin tội tin phước? Cho nên phải chấm dứt ngay cái chương trình này và nói không có Phật Di Đà, và phải dập ngay không có kinh Địa Tạng, để cho tụi nó không có tin nhân quả, chết là hết, nghe chưa? Cho nên cái nguy hại đó mà thầy phải nói để mà cứu đi cả một thế hệ của dân tộc. Bây giờ quý vị, lâu nay quý vị nói quý vị không có hiểu, bây giờ cái vấn đề đó quý vị thấy một cái chiến dịch rõ ràng không? À, thầy Thiện Thuận bây giờ rồi cũng nói là niệm Phật cầu vãng sanh là không có đúng, là nhiều thầy nào tự nhiên có cái rơ là nói lo hết trời. Cho nên cái này là nó phải chặn ngay cái chương trình. Mà mấy đứa nhỏ sau này, những đứa đó là những đứa sẽ là được là em bé là Khăn Đỏ, rồi đối tượng đảng, đối tượng đoàn, rồi là đảng viên, rồi là đúng lên để mà kiềm kẹp, để mà đàn áp dân chúng. Mà tụi nó hiền vậy là làm sao mà nó làm ác được. Cho nên cái đó là cái gì cộng, nó bị dập ngay cái chế độ lưng đó, là phải bảo vệ đảng. Tại vì những người ác không còn nữa, mà người hiền không làm sao làm đây. Cho nên cái đó là cái điểm. Bây giờ tôi trở lại vấn đề nè. Ông Thích Nhật Từ qua đây ông quậy tôi không có nói rồi, tại ông làm theo đảng. Đương nhiên ông có giấy tờ lên cái trang web Đạo Phật Ngày Nay, chức vụ của ông làm gì trong mấy chức vụ, ông chỉ nhỏ hơn Hòa Thượng Trí Quảng thôi. Thì như vậy cái chuyện ông qua đây đánh phá là thường. Nhưng mà tôi hỏi quý vị trả lời dùm đi, quý vị coi cái lịch mà giờ cái lịch trình của Thích Nhật Từ đi giảng nó có không, có bỏ lên web từ cái chương trình đó của ông chứ không phải của mình nha. Trên cái trang web đó là tôi lấy, là tôi coi, tôi bỏ nhiều Facebook bỏ lắm. Bây giờ những cái ngôi chùa mà mời ổng đó, quý vị thấy là cái chùa đó có thờ Phật Di Đà không? Chắc chắn là có thờ Phật Di Đà. Rồi chùa đó có thờ Ngài Địa Tạng không? Chùa đó có kinh A Di Đà không? Chùa đó có kinh Địa Tạng không? Chùa đó có tụng chú Đại Bi không? Có thể là không tụng Lăng Nghiêm, nhưng mà chắc chắn có tụng Đại Bi. Chùa đó thế nào cũng có lại Quan Âm, hả không? Là lại người Quan Ngũ Bá Danh. Rồi chùa đó có bàn thờ cũng Quyền Thất Tổ không? Chùa đó có cúng tượng thất không? Khi người chết có làm cúng tượng thất không? Có cúng tượng thất thứ nhất, tượng thất thứ hai, cho tới tượng thất thứ 49 không? Như vậy rõ ràng chùa đó chào nhau bằng câu gì?
A Di Đà Phật. Rồi như vậy mà mời một cái ông giảng sư tiến sĩ về nói là không có Phật Di Đà, trong khi chùa mình có Phật Di Đà, như vậy là thấy nó không đúng. Đúng hay sai quý vị? Rồi chùa mình có thờ Địa Tạng mà mình nói kinh Địa Tạng là quỷ tạo, thì như vậy mình có bất kính với ngài Địa Tạng không quý vị? Bất kính. Rồi mình thờ cũng liền Thích Tổ trong đó, mà chùa mình đều có cúng thất, mà ông Nhật Tường nó chết là đi liền, chứ không có chuyện mà cầu siêu hay là bài ra này kia. Thì như vậy cúng thất như vậy có phải đang chữ cũ quyền Thích Tổ mình không quý vị? Ha, tôi không nói những ngôi chùa đó là cộng sản, nhưng mà tôi nói những ngôi chùa đó là vô tình đang phá tiếp tay với cộng sản để phá đạo. Mình đừng có dội chùa mũ là cộng sản, nhưng mà những ngôi chùa đó làm có đúng xứng đáng với lời Phật dạy không? Có làm đi ngược lại với ông bà mình không? Hả? Rồi ở trong kinh Địa Tạng đó, có nói một đoạn: người nào mà thấy ai lễ lại tụng niệm kinh Địa Tạng mà nói là cho là không có công đức, chỉ nói thôi nha, mà đọa vô lượng kiếp, huống gì là tự bản thân làm. Mà bây giờ cái ông đó, mấy ông đó giảng về như vậy thì những ngôi chùa đó quý vị có nên ủng hộ không? Nói chú Đại Bi tụng không có giá trị gì hết. Thì như vậy tôi nhiều chùa không ơi nghiêm tôi không nói, nhưng mà chú Đại Bi mà không được, chú Đại Bi là hầu như chùa nào cũng phải tụng hết, phải không? Kinh Địa Tạng hầu như chùa nào cũng có hết, bảo đảm chùa nào mà phải có kinh Địa Tạng, chùa nào cũng có cúng dâng, chùa nào cũng có thờ tượng A Di Đà. Thì như vậy đó, tôi chỉ quý vị cho cô tôi trả lời đi, chúng ta có nên ủng hộ những ngôi chùa mà mời ông Nhất Từ vậy không? Như đó là quý vị tự trả lời đi, coi clip rồi quý vị coi những ngôi chùa đó là ai, mà họ phải biết chứ. Khi quý vị mời một vị giảng sư, quý vị phải biết là ông đã giảng cái gì, đúng không quý vị? Mà bây giờ trên mạng đó quý vị thấy nè, đừng nói những bài mà xưa, bài mới nhất là Như Lai Thiền Tử đó, có không? Như Lai Thiền Tử đó, bác sĩ Tây Sơn phỏng vấn ông nói cái gì nghe không? Tây Sơn hỏi ông nói sao? Tụi con coi clip đó chưa? Ở San Diego đó, chết là đi luôn, không có qua 49 ngày. Như vậy là những cái chùa mà đã thờ 49 ngày, lứa ổng về giảng về là dẹp mẹ, đập mẹ với hụt cốc ra đi. Thì bởi vậy mấy người đó là tôi nói rõ ra, họ vô tình họ lại hại chùa đó đó, họ hại họ đó. Bây giờ rõ ràng, bây giờ cứ nhìn đi, chính ông trụ trì đó mà nó đau đớn hơn nữa. Tôi không nói cho ông, nó một ông đại tá chị Năm Cùng Hòa nha, đã từng ở tù ngoài Bắc mười mấy năm, mà mời ông Thích Nhật Từ qua để giảng tại cái chùa đó, cái nó thực trách cho ông nó nhiều hơn, mà tôi vẫn tôn trọng ông, tôi không nói tên ông vì ông là đã từng hy sinh xương máu. Cái đó là càng trách hơn nữa. Cho nên những ngôi chùa đó là phải do tiền của Diệp Trọng cho, không là tiền của Phật tử bên Mỹ, đa số là tiền của vợ con HO. Không vợ con HO thì tiền của những người đó là cụ thiền nhân Diệp Biển, đúng không quý vị? Những người này là những người tị nạn cộng sản, mà quý vị, ông thầy trụ trì đó đang ăn cơm quốc gia mà rước ông sư quốc gia qua để mà phá Phật, thì tôi nói là tôi rất là giận những ngôi chùa đó. Riêng bản thân tôi rất giận, lên án nặng nề. Tôi không nói họ là cộng sản, nhưng mà họ đang tiếp tay với cộng sản. Còn riêng quý vị có giận hay không, nếu quý vị đang thờ trong đó mà vô nói không có này, không có kia, đủ rồi đó nha. Mấy người đó tội nặng hơn là ông Nhật Từ. Rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, tại tôi nói để tôi bảo vệ những cái gì mà Đức Phật đã khổ sở để lại. Nếu mà không nói đó, phá hết bộ kinh Địa Tạng, phá hết bộ kinh Di Đà, phá hết rồi chú Đại Bi, phá hết Lăng Nghiêm, phá hết cúng tượng thất, rồi cho Hòa Thượng Tịnh Không tu tam thời hệ niệm, là coi như là còn lường gạt người ta nữa. Có cái bài nói đơn án Hòa Thượng Tịnh Không đó. Thì như vậy là quý vị làm sao mà có phá những cái đó, là những cái mà đời Phật Pháp ta để lại cái phao cuối cùng. Quý vị tôi thắc mắc hoài, thầy Chân Tín khi đi Đài Loan trong cái phái đoàn, nó thấy bên đó tổ chức Phật Thất Ngài Mơ Ước trở về,
để lập được một nơi niệm Phật như vậy. Chính Ngài nói về con băng dễ lục ra, nhiều người còn giữ cái đó đó. Thì bây giờ nó đã lên tới thì kỳ cực thực rồi. Hồi đó mở mở có vài trăm người, sau này mình thấy dễ sợ quá, tôi còn pháp nào tôi cũng căng để mà vào lấy cái Phật pháp diễn màu dĩa này dĩa kia liên tục. Quý vị có thấy lúc đó hả, ai cũng hỏi chùa Bà Tháp ra dĩa chưa, ra dĩa gì có không quý vị, sang dĩa ra dĩa. Mà bây giờ tự động chuyển qua chương trình ca nhạc, nó phải có cái gì, phải có cái gì. Cho nên họ sau cùng họ nghĩ là cái uy tín của thầy chân tính quá mạnh, cho nên họ dùng ngài đi qua. Ngài nói là lời thật mất lòng, không có Phật Di Đà để chi, để dập hết những cái gì mà ngài giải đó, phải không? Nhưng mà đi một chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ, Phật tử dẫn tin có Phật Di Đà, Phật tử dẫn tin là Pháp Môn Tịnh Độ, Phật tử dẫn tin Hòa Thượng, Hòa Thượng Trí Tịnh là giảng sanh, Phật tử dẫn tin là Pháp Môn Tịnh Độ là Pháp Môn là hợp nhất thời này. Cho nên ngài chân tính ngài đi một vòng mà ngài không thuyết phục Phật tử là bỏ Pháp Môn Tịnh Độ, đúng không quý vị? Rồi kế đó ông giác nhà dựa vào ông Tịnh Không để mà tu tạm thời hệ niệm, rồi thấy nó làm cũng xong là được hơn. Cuối cùng con cờ cuối cùng mà đi dập đạo Phật tại Hoa Kỳ là ông Thích Nhật Từ. Tại sao? Ông có cái mát tiến sĩ, ông là người trong Đại Tạng Kinh, ông là người phó ban hoằng pháp trung ương chỉ sau cái Hòa Thượng Trí Quảng. Nếu mà ông Thích Nhật Từ ông không có những cái đó, ông không có ngôi chùa là giảng pháp thì tôi không nói, tại không ảnh hưởng. Đằng này ông là nằm trong ban Đại Tạng Kinh nha cô, ông dạy tăng ni nữa nha cô. Và cô Diệu Khai nên nhớ, Hòa Thượng Thái Siêu có nói một đoạn, cô Diệu Khai hồi xưa đó ông Nhật Từ là đệ tử của Hòa Thượng Thái Siêu, và bây giờ Nhật Từ là thầy của Hòa Thượng Thái Siêu luôn. Qua Ấn Độ là bạn Hòa Thượng Thái Siêu, là bây giờ là thầy của Hòa Thượng Thái Siêu. Mà tôi còn nghe một cái đoạn rất thích người đó, mà Hòa Thượng Thái Siêu bây giờ là một cái vị Hòa Thượng coi về giới lực ở Hoa Kỳ của cái tăng đoàn đó lớn lắm. Mà có một đoạn ổng nói luôn á, bởi vì coi tôi có cái đoạn mà tôi có thu trong cái hạt rai tôi làm từ trong cái sao, ổng là thầy Nhất Tiến, ổng nói là thầy Phước Tiến, giờ này thầy Trí Huệ là đệ tử của ổng nữa. Ổng dám nói cái đoạn đó, tôi có cái đoạn đó để tôi có nói rõ ràng. Mà tôi biết cái tuổi có đoạn đó tôi có luôn, bữa nào tôi lấy cho quý vị coi, tôi lấy được cái đoạn đó của ổng á. Nhưng mà tôi sợ hả, mà tôi dạch lá tìm sâu chỗ này là ổng lấy xuống hết, thành ra tôi bỏ vô hạt rai tôi hết rồi, từ từ lâu lâu lấy ra xài. Mà ổng nói lúc đó là trên bàn nhậu hay là pháp tòa tôi... Con là đệ tử của ổng, chắc không nghĩ là trên bàn nhậu á. Cái đó là một cái đại phá đạo. Cái gì ở ngoài đời đó, ở ngoài đời đó thì nó đưa ra Đàm Vĩnh Hưng, Đàm Vĩnh Biệt, Giang Công có cái gì, nó ca hát để ru nhủ kêu gọi Việt Kiều về đầu tư để mà trao lưu văn hóa, phải không? Rồi á, quý vị thấy rõ, còn tôn giáo đó là nó đưa sư quốc dân nên nó phá đạo kiểu đó. Mà cái phá đạo, cái những cái phá bình thường là do tổ chức từ thiện đi, hồi đó cái phong trào gây quỹ là cái chuyện nhỏ, mà cái chuyện mà phá đạo mới là chuyện lớn nè. Quý vị nghĩ bao nhiêu người đó đi ngục đây. Nếu mà chùa Hoằng Pháp bây giờ vẫn còn những phá tu mà mấy em bé bây giờ nó lợi lạc cái nào quý vị? Mình thấy một thằng bé mà nó nói được những câu hiếu đạo mình mừng không? Có một đứa thôi mà chùa Hoằng Pháp tới 5.000 đứa mỗi khóa đó quý vị, mà nó ngồi nghiêm trang lắm, mặc áo tụng kinh, nó đi kinh thành, nó đi rất là nghiêm chỉnh. Cái đó là tôi mừng. Và tôi nói trời ơi, Việt Nam bây giờ là chánh pháp, tự nhiên pháp môn Hoằng Pháp đạo Phật nó quá luôn. Mà lúc đó là giảng kinh, các giảng sư đều giảng tịnh độ nóng lắm, phá tu nào cũng thay phiên nhau giảng kinh hết. Tôi hồi đó chiêm ngưỡng, chiêm ngưỡng cái chùa Hoằng Pháp. Nhưng mà sau cùng tôi đã có câu trả lời nữa là quý vị có đồng ý không? Nếu mà nó hiền như vậy sao mà nói lại? Sau này là nó sẽ là đối tượng đoàn, đối tượng đảng, đảng viên, nó làm những công an, nó làm những người mà đánh đập đi cướp dân cướp đất. Rồi bây giờ Trung Quốc qua mà biểu nó đi đánh dân mà nó có đánh không quý vị? Mấy đứa nó dứt khoát không đánh. Cho nên nó sẽ mất cái hậu thuẫn đó. Bữa nay tôi trân trọng là tôi nói phải cứu những đứa nhỏ đó ngay. Cái thứ hai, các ngôi chùa mà mời những sư thích từ, quý vị hãy xét lại quý vị có chánh kiến hay không. Vô tình quý vị sẽ bị hại. Quý vị thiệt hại gì? Thật sự đó, Thích Nhật Từ không đủ khả năng thuyết phục.
không có Phật A Di Đà. Như vậy ông đang ngồi trong giảng đường với tôi, giờ tôi nói không có Phật A Di Đà, tôi đang phản bội ông này nè. Tại vì ông Di Đà là do ai giới thiệu quý vị? Phật Thích Ca. Mà ông mang họ gì? Thích Nhật Từ. Mà ông lại đi nói là sao? Giải quan cho Đức Phật. Ai có trí huệ hơn Phật không quý vị? Hả? Ai có trí huệ hơn Đức Phật để mà bỏ bãi bỏ bát kinh pháp? Ai có trí huệ hơn Phật để mà nói kinh Lăng Nghiêm là không có? Bây giờ Đức Phật có nói một đoạn, nếu mình nói về để cái nhóm Thế Nhật Từ nó nói à, Đức Phật nói này A Nan, sau khi ta nhiệm độ, nếu mà có người nào nói kinh này của ta, các ông đừng dội tin, đúng không quý vị? Mà đừng dội không tin, mà hãy dùng xem cái kinh này nó có dẫn người ta đi vào ác đạo hay đường đạo. Thí dụ như cái kinh này nói là kinh Địa Tạng, nhưng mà nói là cúng dường thật nhiều là sẽ được lên thiên đường, mà không cúng dường đọa địa ngục. Kinh đó là không phải ta nói. Nhưng mà kinh này nói là ai đọa về địa ngục, người đó phải đặt, đầu tiên là phải đặt tứ ân, cha mẹ. Thì kinh Địa Tạng có nói không? Đọa địa ngục là gì? Có chúng sanh nào không hiếu thảo cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ là đọa địa ngục. Quý vị thấy có đúng không? Chắc chắn là không sai trên thần Phật dạy. Thứ hai, khi mà có người qua đời đó, thì trong kinh nó nói rõ ràng mình phải làm chay bố thí, phóng sanh, hồi hướng, rồi đời mạt pháp có một vị A-la-hán phước lành đi cứu độ nhân thiên, có một tín nữ Bà-la-môn mới nhờ mẹ con mới mất gần đây không biết thắc sinh như cõi nào, La-hán liền thương xót nhập định, mới soi thấy bà mẹ quăng và đọa vào địa ngục, mới nói con sống làm nghiệp chi, nó dạ mẹ con chiêu môn giết cá ăn cá trạch và cá trạch con, vừa chiên vừa xào nấu số lượng nghìn muôn, xin ngài tôn giả xót thương kỹ con. Cách giải nói là ngươi phải chí thành niệm Đức Phật gì đó, thanh tịnh liên quan một Như Lai, và ngươi phải phóng sanh, và ngươi phải làm những chuyện phước đức hồi hướng cho mẹ, thì trong bảy phần công đức bà hưởng được sao mà cái mẹ bà không có một? Thấy chưa, rõ ràng chứ không có nói vậy. Cho nên mình thấy không có gì sai mà đặt lên đặt cái hiếu, mà ai đòi địa ngục? Những người giả làm sa môn mà không phải sa môn thì có phải nói mấy sư quốc danh đòi địa ngục, cho nên nó phải dẹp cái kinh này chứ. Mình đừng có tin tôi. Nếu mà nói về phân tích, tôi dùng trí huệ để tôi phân tích. Còn kinh Thủ Lăng Nghiêm, ai dám phỉ báng trong đó? Lời nói rất là sắc bén, không có trí huệ nào mà của kẻ ngu, kẻ phàm phu tục tử mà giết nói được cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hòa Thượng Tiên Quán này nói câu đó, mình coi cái hành gian của Thủ Lăng Nghiêm thế nào. Mà nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là dỗm thì làm sao cứu được rất nhiều người tụng Thủ Lăng Nghiêm? Con Liễu Thông bị già ở Con Rô, nó người Tàu tụng tiếng Việt không đành, mà nó tụng cứu mẹ nó ngủ lông công chúa vừa rồi, nói mà người thật việc thật tụng, phải không? Tôi nè, bản thân tôi tụng Lăng Nghiêm cũng hết bệnh. Thì nếu mà Lăng Nghiêm là dỗm thì làm sao có những quy lực như vậy được? Trí Tịnh Hòa Thượng là một vị Bồ Tát, ngài đạo cao đức trọng, mà ngài không biết ngày về cái cúng cái Địa Tạng này không vậy, ngày dỗm vậy, thấy không? Mà ngày dỗm đến nỗi mà ngày ở trên núi Thì Dạy không có nước, mà ngày lại ngày chỉ chỗ đó cái nước phun ra, thấy không? Mà Thích Nhật Từ cũng có khả năng vậy, chỉ cái nước phun ra liền. Hồi nãy tôi thấy đó, cái hình mà nhỏ vậy con kim nó bỏ ra đó, chỉ cái là lam bát con nước chảy xuống đây. Nhỏ này nó giỏi, nó chụp cái hình nào đó, lam bát mà cái bà đó, đàn bà mà lại đứng đái. Ai mà nói câu đàn bà đái qua ngọn cỏ, có ai có câu nói đó không? Mà cái hình của con kim với đàn bà đái qua cái đầu Bác Hồ luôn. Sao giỏi vậy con? Canh sao vậy? Má con chết chưa? Vậy thì đừng làm được cho má con sống, đừng có làm vậy. Nó biết được con là con bò, con về con không có trả hiếu mẹ được không? Má chết thì cứ làm nữa, con làm thêm nữa. Là đấu nhau trên mạng hả?
giỏi. Kim này nè. Rồi thôi vui vẻ nha quý vị, bây giờ chuẩn bị còn có gì để đi vệ sinh cá nhân rồi chúng ta hồi hướng, bây giờ hồi hướng xong rồi chúng ta thọ chung chiều. À, chiều nay ăn phở. Tại vì thể theo lời yêu cầu có nhiều người nó muốn ăn phở, thành ra tôi sẽ cho ban nhà bếp ăn phở. Có hỏi có phải đúng gì không? Thì yêu cầu ăn phở phải không vị pháp? Nhớ nha, mai mốt lên cõi trời á đừng quên thái nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị so tay so chân đi vệ sinh cá nhân rồi đúng 7 giờ khỏi có mời. À, bao nhiêu phút?